chương 1 Loài người em bé Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đế quốc, meo meo sủng vật tiệm Cửa tiệm chậm rãi dừng lại một chiếc bề ngoài đặc biệt khiêm tốn màu đen nam châm trôi nổi xe thể thao Mấy giây sau, cửa xe mở ra Trong xe bước ra liên tục y phục bốt da chân dài Mặt màu trắng yếm sủng vật tiệm nhân viên làm việc lập tức vây quanh. Những người này trên đầu lớn đủ loại các dạng sừng hoặc tai, cơ hồ mỗi người sau lưng đều có một cái đuôi, ngoan ngoãn mà rũ thấp. Cầm đầu sủng vật tiệm ông chủ mang giày nặng hình tròn mắt kiến, hai chỉ sừng dê chiếm cứ ở đầu hai bên, sừng dê phía dưới tai rung đẩu, tỏ vẻ có chút sợ hãi. Cố quân trưởng. Hắn cúi người xuống, khàn khàn thanh âm cũng đi theo tai cùng nhau run rẩy, đã vì ngài chuẩn bị xong. Cố Minh Nguyên nhéo một cái mi tâm, một cánh tay dựng áo khoác, lộ ra chút mệt mỏi thần sắc. Ta nói qua hắn đảo mắt nhìn một vòng, không cần đặc biệt chuẩn bị. Hắn tư thái nhìn qua hết sức tùy ý, cảm giác bị áp bách nhưng đập vào mặt, cả kinh lớn sừng dê ông chủ thiếu chút nữa, be be, lên tiếng. Ông chủ không dám nói gì, chẳng qua là gật đầu liên tục nói phải. Cố Minh Nguyên cũng không nói thêm nữa, đang lúc mọi người vây quanh, bước vào sủng vật tiệm. Ở nơi này hành tinh, thú nhân coi như chi phối người cuộc sống ở chuỗi thức ăn đỉnh, đã có mấy ngàn năm lịch sử, bọn họ đốt lên để nhất chống hỏa, đi qua thời kỳ đồ đá, đồ sắt thời đại, hơi nước thời đại, điện khí thời đại cùng tin tức thời đại. Theo khoa học kỹ thuật cao tốc độ phát triển, đối vũ trụ thăm dò, còn dần dần bước vào tinh tế thời đại. Vũ trụ tài nguyên mở mang cùng tranh đoạt lần nữa đưa tới chiến tranh. Hôm nay, đế quốc mặc dù coi như hành tinh đệ nhất đại quốc còn sừng sững không ngã, nhưng vẫn cùng chung quanh tiểu hành tinh va chạm không ngừng. Đoạn thời gian trước, Cố Minh Uyên lãnh đạo đế quốc thăm dò quân phát hiện cũng chiếm lĩnh một tòa kiểu mới nhiên liệu tinh trong lúc nhất thời náo động toàn cầu. Thân là thăm dò quân quân trưởng, Cố Minh Uyên nhưng lựa chọn giả từ vinh quang, hắn muốn khen thưởng lại chẳng qua là một không kỳ hạn nghỉ dài hạn, cùng thủ đô đại học chuyên sâu cơ hội. Mộ Nhạc từ ngủ say chậm rãi tỉnh lại thì phát hiện một kiện rất không ổn chuyện. Vô cùng nghiêm trọng. Nàng cánh tay cùng chân bị áp đã tê rần cũng không biết là ngủ bao lâu mộ nhạc chi thời gian rất lâu mới từ trong đầu đều là hắc bạch chi bình cùng thảo 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 trong trạng thái khôi phục như cũ liên tục đè ở đầu phía dưới cánh tay giống như bị rất nhiều nhỏ kim ở châm giống nhau bảo nàng không phải là thường khó chịu nàng một bên đung đưa cổ tay một bên cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh thật sự là không nghĩ tới nàng lại cũng sẽ gặp dân số buôn bán loại chuyện này cũng không biết là tin tức tốt hay là tin tức xấu. Giam nàng lồng nhìn hết sức cao cấp, tuyệt đối không phải muốn bán được vùng núi một loại kia. Mộ nhạc phát hiện lồng chất liệu sờ lên bóng loáng lại cứng rắn, bốn phía có tỉ mỉ thông hơi lỗ, thấm vào tới ánh sáng chỉ có một chút điểm, bảo nàng cái gì cũng không thấy rõ. Nàng hiếp mắt, dè dặt ở thông hơi lỗ lần mò. Bất ngờ không kịp đề phòng. Lòng bàn tay phía dưới một mảnh thông hơi lỗ đột nhiên liền thành một mảnh, biến thành từng cái lớn hơn tròn động. Mộ nhạc cánh tay cứ như vậy chút nào không phòng bị mà từ tròn trong động đưa ra ngoài, nho nhỏ lòng bàn tay, đè ở một cứng rắn vỏ cài nút. Liền, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh đi. Mộ nhạc cũng là đến lúc này, mới phát hiện, bản thân bàn tay tựa hồ nhỏ kinh người. Nàng thật giống như biến thành một người mới vừa lên tiểu học không bao lâu 8 tuổi tiểu thí hài đột nhiên ánh sáng cùng loại này khoa học hoàn toàn hiện tượng không cách nào giải thích, bảo mộ nhạc đại não rơi vào trống rỗng. Nàng theo bản năng khẩy khẩy trong tay vỏ chụp. Thiếu chút nữa đem cố minh nguyên khố đai lưng cho móc xuống. Quần chúng vây xem cũng đầy đủ đều sợ ngây người, lớn sừng dê ông chủ bị sợ hai chỉ dày nặng sừng dê đều bắt đầu phát run. Không một con thú nhân dám phát ra một chút xíu thanh âm. Cố Minh Nguyên cũng giật mình nghe nói ở lại chỗ này sủng vật đều là trải qua chú tâm chọn lựa người người cũng có thể yêu thông minh hơn nữa đang không có công kích tính đồng thời còn có ngoan cường sinh mệnh lực chỉ cần bình thường chăn nuôi cũng nuôi không chết nhưng mà đè ở bản thân vỏ khép lại cái này nhỏ cánh tay nhỏ trắng nõn lại mềm mại thấy thế nào cũng không giống là sinh mệnh lực ngoan cường dáng vẻ cố minh uyên làm hết sức chậm lại động tác nhẹ nhàng dùng ngón tay đi câu kia cái tay nhỏ bé mộ nhạc còn chưa kịp phản ứng xảy ra cái gì, nàng hít mắt, chỉ cảm thấy bản thân thật giống như bắt được ai đầu ngón tay. Hai cây đều rất to. Loại này kỳ quái hình dung từ chui vào đầu thời điểm, mộ nhạc không tự chủ được đỏ mặt lên. Trí năng sủng vật lồng trần cũng thay đổi thành từng cái lớn một chút tròn động, để cho chọn sủng vật người có thể nhìn kỹ một chút sủng vật đầy đủ mạo. Cố Minh Nguyên nhìn thấy một y phục cây đay màu rộng lớn quần áo bé con trắng trắng mềm mềm, như nhỏ cục bột. Đỉnh đầu lông rối bời, híp mắt, tròn trịa khuôn mặt nhỏ bé phấn trắng nõn. Thật giống như mặt cho người nặng dẹp xoa tròn tựa như. Đây là cái gì? Động vật. Cố Minh Viên hỏi. Nàng dáng dấp rất giống thú nhân em bé, chỉ là không có sừng, lỗ tai hình dáng cũng rất kỳ quái, thậm chí không lông hoặc vẫy. Nhìn dáng dấp, cũng không khả năng có cái gì răng nhọn lớn sừng dê ông chủ hắn giọng, lại thấp giọng be 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 be, mới có thể không phá âm mà mở miệng. A, à, đây là đoạn thời gian trước mới vừa bắt được loài người em bé. Hình như là truyền thuyết cấp bậc hiếm quý động vật. Nhưng là còn chưa kịp làm kiểm tra, cũng không biết là ai để ở bên này. Lớn, đại khái là nghĩ sai rồi be be. Ông chủ bị sợ nói biến thành con cừu âm. Trời ạ! À nghe nói cố minh Nguyên là cưỡng bức chứng thêm khống chế cùng là tuyệt đối người không nhận ra phạm loại sai lầm cấp thấp này vạn may mắn chính là cố minh Nguyên lúc này căn bản không để ý lớn sừng dê ông chủ phía sau nói nói hắn lộ ra một chút vẻ mặt khó thể tin chậm lại thanh âm thật thấp lặp lại loài người em bé mộ nhạc bọn họ ở nói gì kỳ kỳ quái quái nghe lên có chút như tiếng Anh lại có điểm như tiếng Pháp. Nàng cơ hồ một chữ cũng nghe không hiểu. Mộ nhạc thu tay về, có chút cảnh giác nhìn che mặt trước đám này. Người. Cố Minh Nguyên chỉ cảm thấy như là một trận gió, hoặc như là ai lông chim, vuốt ve qua bản thân ngón tay, vòng một vòng, lại nghịch ngợm chạy đi. Rất kỳ hay, lại rất đáng yêu sinh vật. Nói là trong truyền thuyết hiếm quý động vật, tự hồ một chút cũng không quá đáng con này bao nhiêu tiền? Hắn chuyện đương nhiên hỏi. Lớn sừng dê ông chủ nhất thời kinh hải, cùng sau lưng một đám thú nhân liếc ngang liếc dọc, tựa hồ ai cũng không nắm được chủ ý. Mới vừa bắt được, còn chưa kịp kiểm tra. Trong lúc nhất thời thật không cách nào định giá. Cố Minh Uyên chỉ nhìn lướt qua, liền biết tình trạng. Hắn sờ một chút lồng ẩn nút nút ấn, hình tròn lỗ thủng lại phân tán ra, biến thành từng cái nhỏ thông hơi lỗ. Con này em bé ta trước mang về nhà." Cố Minh Nguyên quyết định nói, sủng vật đồ dùng cũng cùng nhau sắp xếp xe. Lớn sừng dê ông chủ vội vàng nói, "Là." Cố Minh Nguyên thái độ này, rõ ràng là bất kể bao nhiêu tiền đều phải mang đi. Bọn họ nào còn dám nói gì nữa. Mặc dù loài người em bé tuyệt đối giá trị không rẻ. Có lẽ có thể làm nghiên cứu hàng mẫu, thậm chí liệt vào đế quốc sinh vật bảo tàng nhưng cố minh nguyên thân là tiền nhậm thăm dò quân quân trưởng lại là đế quốc lịch sử đã lâu cổ xưa quý tộc coi như là trấn nước bảo hắn nghĩ mang về cúp máy ở nhà cũng không ai dám nói một không chữ mộ nhạc tỉnh lại lần nữa thì thân ở hoàn cảnh đã từ khoa học kỹ thuật cảm giác đầy đủ trí năng sủng vật lồng biến thành một khiêm tốn lại xa hoa ổ là ổ đi mặc dù lông xù xù mềm một nhưng cái này hình dáng là ổ đi mộ nhạc chống đỡ lông xù ổ nhỏ bên bên ngồi dậy nàng phát hiện bản thân trong cổ chính bộ một vòng cổ cổ chân còn có một cái hết sức tinh xảo xinh đẹp xiềng xích căn phòng rất lớn rất trống toàn thân sửa sang là màu xám đen không phải là thường đơn giản cách đó không xa còn có cái giường lớn nhưng hiển nhiên không phải cho nàng ngủ nói cách khác căn phòng này hẳn cũng không phải nàng căn phòng vòng cổ Màu bạc xích chân Không thuộc về mình căn phòng Nô lệ Chủ nhân Rất khó tưởng tượng, người bình thường gặp phải loại chuyện này, trong đầu sẽ toát ra ý tưởng gì Dù sao cũng chính, người là một cái nghề nghiệp ER18 đồng nghiệp vốn tác giả Mộ nhạc trong đầu, nháy mắt liền tràn đầy rất nhiều cần đánh đầy mô sai hình ảnh Đây cũng quá sắc tình tính vắng lặng gió căn phòng cùng đây lẳng lơ hơi thở bạc xích chân hành trình rõ ràng so sánh. Ở bên ngoài cấm dục lại ưu việt cao lớn nam nhân, về nhà sau này đem hắn thống chế dục lại kéo dài đến tính. Dừng lại. Mộ nhạc phát hiện điểm mù. Đây cũng không phải cái gì cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía đồng nghiệp tình tiết truyện, ở tràn cảnh này bên trong cũng không phải nàng yêu CP. Là nàng bản thân. Tưởng tượng là loè loẹt, thực tế thì gian khổ một mạc nàng thích CP giữa mới sẽ cọ sát ra tia lửa, làm sao có thể cứ như vậy đơn giản mà phát sinh ở nàng trên người. Có lẽ nàng chính là kia cao lớn khủng bố nam nhân mua về vui đùa một chút, chơi hỏng tiện tay vứt bỏ. Hoặc hỏng bét hơn. Hắn chẳng qua là chơi, không hề chơi hỏng. Còn muốn cho nàng chống đỡ dễ rách vậy thân thể đi giặt quần áo nấu cơm thu dọn nhà. Di, tổng tài văn trong thường dùng kia ví dụ là nói như vậy sao? như cùng nhau rách rưới dễ lao. Nàng luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không ra không đúng điểm ở nơi nào. Chính đang suy tư nháy mắt, nàng nghe một đạo rất nhẹ tiếng vang. Tiếp theo, căn phòng cửa được mở ra. Nhìn triều nàng chậm rãi đi tới nam nhân, mộ nhạc đột nhiên nghĩ tới, kia ví dụ hẳn là. Như vậy rách búp bê. Cũng vậy, không có ai sẽ đem nữ chủ hoặc tiểu thụ ví dụ thành dễ lao còn bảo nàng nhớ tới chuyện này nhắc nhở điểm. Là bây giờ, đứng ở nàng trước mặt Cố Minh Nguyên. Hắn trong tay lại liền nắm vải búp bê. Cố Minh Nguyên hơi cúi đầu, đem trong tay lông xù búp bê triều mộ nhạc phương hướng đưa tay ra mời. Trong lúc nhất thời, mộ nhạc trong đầu lung tung chuyện quá nhiều. Nàng còn không biết nên làm phản ứng gì. Cố Minh Nguyên không thể làm gì khác hơn là đem búp bê đặt ở mộ nhạc ổ nhỏ bên cạnh hành tinh phát triển đây 10 triệu năm qua, là từng có như vậy mấy lần, có lạc đường loài người đi tới nơi này. Cho nên, loài người mặc dù là truyền thuyết cấp bậc trân quý loài, nhưng vẫn là ở trong lịch sử để lại có chút ghi chép. Tỷ như, đế quốc đồ nhà sách, trân thú tạp ký, trong thì có viết, loài người, loại sinh vật này, phần lớn rất thích lông xù đồ. Bú sữa loài thú nhân cùng loài người giữa, sẽ sinh ra một loại bản năng một lẫn nhau hút dẫn trong đó rõ ràng nhất là chó loài. Bọn họ luôn là rất dễ dàng bị loài người hút dẫn, cùng loài người có càng quan hệ thân mật. Còn rất nhiều loài người, lại sẽ không giải thích được bị mặt coi thường mèo loài hấp dẫn. Đi học tới nơi này thì, thuộc về bò sát loài cố minh uyên tiên sinh nâng lên tay, sờ một cái cổ phía sau, giấu ở tóc phía dưới kia một nhỏ điểm cứng rắn vẫy. Lần đầu tiên thấy tự mình thân là cổ rồng, có chút xấu hổ. Chương 2 trọng quyền đánh ra. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ở mộ nhạc biến thành loại này 8 tuổi đứa bé trước. Nàng đã từng là trên địa cầu thịnh hành nhất thời đồng nghiệp vốn tác giả, am hiểu nhất chính là đủ kiểu không thể nói nói động tác. Nhưng thực mộ nhạc vẫn là có bản thân nguyên tắc. Nàng lái xe, tuyệt đối không phải đơn thuần vì lái xe mà lái xe. Bất đồng tư thế, động tác, nơi, kịch liệt trình độ cũng là vì biểu hiện lập tức, hai nhân vật giữa quan hệ cùng địa vị. Những thứ này đều là tình tiết truyện trong cần thiết, là không thể bị cắt xén. Liền, vào giờ phút này, bằng vào bản thân nhiều năm công việc kinh nghiệm, mộ nhạc chẳng qua là xem xét cố minh nguyên biểu hiện, cũng biết bản thân muốn tao. Trước mắt loại này vắng lặng lại ưu việt nam nhân, biến thái lên sẽ không phải là thường khủng bố. Nàng ôm chặt trong ngực búp bê, nhìn chầm chầm ở trước mặt mình, thoải mái cởi quần áo nam nhân. Có chút nghĩ báo cảnh sát. Cố Minh Nguyên đem áo khoác treo xong, áo sơ mi cởi xuống sau tùy ý để ở cái ghế bên cạnh. Cởi ra dây lưng trước, nhìn mộ nhạc một cái. Mộ nhạc. Bắt đầu luống cuốn. Thế nào? Nhận ra được mộ nhạc ánh mắt nóng bỏng, cố Minh Nguyên thấp giọng dò hỏi, là đói không? Mộ nhạc cũng nghe không hiểu hắn đang nói gì. Đương nhiên, Cố Minh Nguyên cũng không hiểu mộ nhạc ánh mắt là ý gì. Mộ nhạc đối với hắn mà nói, giống như là một người bình thường loại, ở ven đường nhặt về con mèo nhỏ. Đầy mắt phòng bị, miêu đều không miêu một tiếng. Sợ nàng nói không chừng sẽ bị nàng gãi một móng vuốt cái loại đó. Đế quốc nhưng có thể không người chuyên nghiệp loại khẩu phần lương thực. Cố Minh Nguyên chần chờ nói. Nấu trứng ăn không? Mộ nhạc. Nam nhân này ở nói gì? đừng là muốn cho nàng cởi quần áo đi. Cũng không trách nàng nghĩ bậy, cố minh nguyên bản thân đem quần áo cởi đến một nửa, chọc ở nàng trước mặt một câu tiếp một câu. Hơn nữa vóc người của hắn lại tốt như vậy. Eo nhỏ chân dài, bả vai đường công lại như vậy hoàng mỹ, quan là đứng ở đó sẽ để cho người có chút nghỉ phun máu mũi. Cảnh tượng này, trừ nam người mẫu đang cùng nhiếp ảnh gia câu thông chụp nhu cầu lấy bên ngoài, rất khó ở trên thực tế gặp phải đi mộ nhạc dời về phía sau một chút bản thân cái mông nhỏ. Nàng đang thay đổi thành cái bộ dáng này sau này, cánh tay nhỏ chân nhỏ, luôn cảm thấy rất dùng không được sức mạnh. Quá thảm. Quỷ khuất, muốn khóc. Nam nhân cao lớn cũng không có như nàng nghĩ như vậy đối nàng chìa ra ma trưởng. Hắn lui về sau hai bước, từ cúp máy ở bên kia túi áo khoác trong, móc ra một nhìn qua rất giống là điện thoại đồ. Sau đó ở phía trên điểm mấy kiện không tới một phút nhà bên ngoài bi bi bo bo lái vào một thùng rác tựa như người máy nhỏ người máy một đường lái đến nàng trước mặt sau đó mở ra bản thân thùng rác nắp mộ nhạc người máy nhỏ từ thùng rác bên trong móc ra một cái vòng tròn trơn trơn xanh xanh như là trứng gà đồ đặt ở nàng trước mặt nóng hổi tực một chút lăn đến nàng bắp chân bên cạnh ai nha mộ nhạc bị bắp chân đột nhiên tiếp xúc được nhiệt độ sợ hết hồn. Cố Minh Nguyên cao mày, lại nhấn mấy cái nút. Người máy nhỏ lập tức chạy ra ngoài, bất quá chốc lát, lại bi bi bo bo mà chạy trở lại. Lần này mang tới một chén. Cố Minh Nguyên đi tới mộ nhạc trước mặt, ngồi sổng người xuống. Hắn ở trần lập tức dán tới, mộ nhạc bị sợ cả người cũng núp ở Cố Minh Nguyên đưa nàng búp bê phía sau. Đừng sợ. Cố Minh Nguyên thấp giọng nói, ngươi nhìn. Hắn lấy kia phím huỳnh quang xanh trứng, ở chén nhỏ bên dọc theo gõ một cái, sau đó bắt đầu kiên nhẫn, tỉ mỉ. Tróc vỏ trứng. Tróc xuống vỏ trứng cũng ném cho bên cạnh người máy nhỏ. Mộ nhạc. Quả nhiên nó thùng rác A. À. Nam nhân này cuối cùng là ý gì A? À? Nàng từ búp bê phía sau lộ ra nửa đầu nhỏ, mắt to chớp chớp, lớn kiều lông mi cây quạt nhỏ tựa như, chớp chớp dè đặt lại có điểm tò mò dáng vẻ cực kỳ giống tình yêu. Cố Minh Nguyên nhìn nàng thử thăm dò đến gần, khóe miệng không nhịn được nghĩ hướng lên kiều. Có thể là thấy như vậy thì cười ngây ngô cũng quá ngu một ít, hắn lại nhịn được nụ cười. Chờ hắn đem trứng gà cấp tốt, hướng mộ nhạc đưa qua đi. Mộ nhạc lại né về phía sau tránh. Cố Minh Nguyên lập tức bất động. Hắn đem trứng gà bỏ vào chén trong, lại đem chén hướng về phía mộ nhạc phương hướng đẩy một cái, bản thân gian tay ra, đứng dậy triều lui về sau hai bước. Mộ nhạc. Cho ta ăn sao? Cố Minh Uyên. Hắn cũng nghe không hiểu mộ nhạc đang nói gì, chỉ cảm thấy loài người em bé tiếng kêu cũng quá non nớt. Thanh âm rất nhỏ, lại nhỏ vừa mềm, như là đang làm nũng. Nhất định là đang làm nũng đi. Cố Minh Uyên không nhịn được, nhếch lại nhếch khóe miệng vẫn dơ lên một chút xíu. Ăn đi, bé con hắn nói mộ nhạc nàng thử thăm dò tới gần đem nhỏ trong chén tróc tốt trứng cầm lên cái này trứng có vỏ trứng thời điểm màu còn rất kỳ quái nhưng là vỏ trứng cướp sau này liền cùng trên địa cầu thường gặp phổ thông trứng gà luộc cũng không có gì khác nhau mộ nhạc đem trứng gà đặt ở miệng bên làm ra phải đi cắn động tác sau đó đi xem cố minh uyên nàng là đang dùng động tác biểu đạt đây là cho ta ăn sao cố minh nguyên góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra như vậy một chút xíu vui vẻ yên tâm hắn gật đầu một cái khích lệ mộ nhạc ăn đi mộ nhạc nàng đem trứng gà thả trở về mặc dù quả thật có như vậy một chút xíu đói nhưng nói thật loại này lai lịch không rõ đồ nàng căn bản không dám ăn uống hơn nữa nàng cũng không biết trước mắt đây người đàn ông cuối cùng đang suy nghĩ gì mộ nhạc nhìn về phía cố minh nguyên đỉnh đầu, hai sừng. Nam nhân này vóc người hoàng mỹ, nhan trị giá cũng hết sức có thể đánh, phần lớn tạo thành bộ phận cùng loài người không có gì khác nhau. Nhưng là hắn đầu hai bên lại rõ ràng lớn hai đen thui lớn sừng. Khi góc đối cơ hồ là màu đen tuyền, liền lớn bên lỗ tai phía trên, đầu hai bên. Về phía trước bàn khu, sừng nhọn hơi hướng lên, nhìn tràn đầy công kích tính, giống như là cái nào động tràn đầy trong đi ra đại ma vương đây loài cũng không giống nhau không đúng đối phương là muốn đem nàng nuôi mập ăn đây mộ nhạc quỷ khuất ba ba mà lùi về ông ôm chặt cố minh uyên cho nàng lông xù búp bê cố minh uyên lộ ra một chút vẻ mặt bất đắc dĩ hắn đem trên đất chén nhỏ nhặt lên cho chén cài đặt một tự động giữ ấm lại đem trứng gà thả trở về cố minh uyên xác thực định nuôi một con sủng vật qua vừa qua an ổn bình thường về hưu sinh hoạt cái này cũng không đại biểu hắn định đem sinh hoạt trọng tâm đặt ở sủng vật trên người. Hắn đem thức ăn tất xong, liền bản thân mở ra sát vách cửa phòng tắm. Đi tắm. Đối, hắn ban đầu cởi quần áo, cũng chỉ là định tắm mà thôi. Cố Minh Nguyên vừa đi, mộ nhạc liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu trong căn phòng này hoàn cảnh. Nàng trên chân còn mang dây xích, phạm vi hoạt động có hạn. Gian phòng này rất lớn, nàng từ bản thân ổ nhỏ trong đi ra ngoài, còn đi không đến mép giường, liền bị dây xích kéo lấy một cái chân. Nàng lại quay lại đi khác một phương hướng. Trong phòng có một tấm rất lớn rất dài bàn làm việc, trên bàn có kệ sách, bút đồng, còn có rất nhiều mộ nhạc căn bản chưa từng thấy thiết bị điện tử. Nàng có thể mò tới bàn làm việc lân cận. Mộ nhạc mở ra bàn làm việc ngăn kéo. Trong ngăn kéo cũng thả một đống lớn lung tung thiết bị điện tử, nàng dè đặt lấy ra một như là bút máy đồ, lật tới lật lui chi kia bút máy đột nhiên bắn ra một cây xinh xắn máy cánh tay mộ nhạc nàng thử đẩy một cái phát hiện vật này căn bản đẩy không đi trở về mộ nhạc suy nghĩ một chút lấy kia cái bút thép trở lại khóa lại bản thân địa phương đem kia cây thật nhỏ máy cánh tay cắm vào khóa ổ khóa trong đây lớn nhỏ thật sự là quá vừa vặn coi như nàng không mở khóa loại này đạo tặc trời phú vẫn là không nhịn được thử một cái Ổ khóa trong bị cưỡng ép cắm vào cũng không phải là chìa khóa đồ, tích tích vang lên hai tiếng sau này, đột nhiên phát ra to lớn còi báo động, mộ nhạc. Nàng bị sợ lập tức đem bút máy ném trở về nguyên lai trong ngăn kéo. Nơi này đồng thời, trong ngăn kéo không biết cái gì đồ bị kia bút máy đập một cái, lại là lạch cạch một tiếng, từ trong ngăn kéo nhô ra một bó mảnh liệt ánh sáng. Khi thúc quan ở bàn đọc sách lân cận chọn một thích hợp vị trí, bản thân triển mở cuối cùng biến thành một huyền không màn ảnh. Mộ Nhạc, đây là cái gì khủng bố công nghệ cao thế giới a? À? Nàng đột nhiên nghĩ tới bản thân nhà bằng hữu nuôi mèo. Nghe nói mèo nhà nàng vừa mới tới nhà thì ở trước mặt người cũng vân vân dạ dạ, hận không được co đến trong góc sau này thì hoàn toàn tiêu mất. Ở người sau khi rời đi, mèo lập tức trọng quyền đánh ra, đem trong nhà làm cho lung tung. Cái này nháy mắt, Mộ Nhạc đột nhiên hiểu mèo tâm tình còi báo động còn đang kéo dài không đến một phút cố minh uyên mới vừa mới vừa đi vào địa phương cửa điện tử tự động mở ra đại ma vương khoác áo tắm vội vội vàng vàng từ trong phòng tắm đi ra hắn đi ra thì trên người cũng còn ướt nhẹp hiển nhiên là tắm rửa rửa đến một nửa nghe động tỉnh bên ngoài liền trực tiếp trùng lên áo khoác đi ra mặt đối được mở ra bàn làm việc ngăn kéo trong ngăn kéo bắn ra điện tử tài khoản giao diện sủng vật xiềng xích phát ra to lớn còi báo động, còn có ngồi ở trên sàn nhà, một mặt hoảng loạn, còn có chút không giúp nhìn mình loài người em bé. Cố Minh Viên hít sâu một hơi, giữ được tỉnh táo. Hắn không có mang giày, một đường đi tới, trên đất để lại một đạo ẩm ướt dấu vết. Cái này ở thường ngày là tuyệt đối bảo hắn không cách nào nhịn được chuyện. Báo động thanh âm quả thực quá ồn, hơn nữa trước mắt bé con hiển nhiên bị còi báo động dọa sợ không nhẹ. Cố Minh Nguyên đi trước đóng cửa sủng vật khóa tự động báo cảnh sát. Tiếp lại đi kiểm tra bản thân ngăn kéo, giam điện tử tài khoản giao diện, đem la đau đao khắc, chính là kia cây bút thép, cẩn thận thu cất, bỏ vào có thể lên khóa trong ngăn kéo. Mộ nhạc liền ngồi dưới đất nhìn hắn. Xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chờ hết thảy xử lý xong, Cố Minh Uyên mới đi đến mộ nhạc trước mặt, lần nữa ngồi chồm hổm xuống. Hắn thật sự là quá mức cao lớn, coi như ngồi chồng hổng xuống, cũng hoàn toàn sẽ không tỏ vẻ càng cùng thiện một ít. Ngược lại bởi vì kia sung đầy cảm giác bị áp bách thân thể đến gần, còn bảo mộ nhạc cảm thấy càng khẩn trương. Cố minh nguyên áo tràn tắm cũng bọc quá thả lỏng khoa khoa, từ mộ nhạc góc độ nhìn sang, hoàn toàn có thể nhìn thấy giọt nước theo hắn phát đuôi rơi xuống, vạch qua cổ và ngực, đi bụng sâu hơn địa phương cút đi. Bởi vì khẩn trương, cũng có thể là nguyên nhân khác mộ nhạc nuốt nước miếng một cái. Cố Minh Nguyên còn mang một chút vi khí ẩm tay hướng mộ nhạc đưa tới. Hắn biểu tình thật sự là quá nghiêm túc, cả người cả người trên dưới cũng viết đầy võ lực trị giá nổ tung, mộ nhạc cũng hoài nghi hắn có thể trực tiếp lấy tay đem mình sọ đầu bóp vỡ. Nàng bị sợ chặt chặt nhắm hai mắt lại. Kết quả, Cố Minh Nguyên tay chẳng qua là rơi vào nàng trên tóc. Hắn tự cho là rất nhẹ, rất ôm nhu mà sờ một cái mộ nhạc đầu, an ủi nàng. Chuyện nhỏ, đừng sợ. Mộ nhạc bị hắn xoa được như là bảo yếu ớt tiểu thụ miêu. Quá trọc không sai. Tác giả có lời muốn nói. Cố Minh Uyên. Ta nuôi động vật nhỏ ngày thứ nhất. Mộ nhạc. Ta cùng khống chế cùng mảnh nam ở chung ngày thứ nhất. Cố Minh Uyên. Chương 3. Nhi đồng tài liệu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com mộ nhạc bị hắn xoa một trận, xoa được lão đảo, cả người cũng đầu óc choáng váng. Chờ nàng thật vất vả ổn định người, cố minh uyên đã đứng lên. Hắn từ bàn dài khác vừa lấy ra một như là nhựa cái rương đồ. Mộ nhạc thấy đồ chơi kia liền choáng váng đầu, nàng trận tròn cặp mắt liên tiếp lui về phía sau, cả người lùi về bản thân trong ổ, cơ hồ dán sát vào vách tường đứng. Cố Minh Uyên Bé con rõ ràng rất sợ hắn vật trong tay, còn kém đem, đừng tới đây, ba chữ viết ở trên mặt. Hắn ngồi sổng người xuống, không biết nhấn địa phương nào. Trong tay hộp ni lon dần dần mở ra, lộ ra một rất lớn hình tròn cửa động. Mộ nhạc. Nàng đã nhận ra cố minh uyên vật trong tay, nàng mới vừa tỉnh lại thì, chính là bị giam ở đồ chơi kia bên trong. Đó là một lồng. Còn là một đặc biệt trí năng công nghệ cao lồng. Không phải. Chờ một chút mộ nhạc cuối cùng suy nghĩ minh bạch, đây là đem ta, xem như sủng vật sao. Cố Minh Nguyên đem lồng để dưới đất, mở ra cửa kia một mặt hướng lên trên để. Hắn cất xong lồng sau này, liền hướng mộ nhạc đi tới. Mộ nhạc bắt đầu luống cuốn. Nàng bây giờ nhỏ như vậy lớn, nam nhân này muốn đem nàng xốc lên tới ném vào trong lồng còn chưa phải là dễ dàng đơn giản. Nhưng nàng đã lui đến cuối cùng để, lui về phía sau nữa cũng không thể lui được nữa mộ nhạc. Ngươi đừng, ngươi trước yên tĩnh một chút. Ta cũng không tháo nhà ngươi a, à, còn không đến nỗi muốn bị bắt lại lòng nuôi đi. Cố Minh Uy ngừng lại, khẽ cao mày nhìn mộ nhạc. Mộ nhạc khẩn trương nhìn chăm chú hắn. Một giây kế tiếp, Cố Minh Uyên để ở trên bàn một nhỏ máy, đột nhiên chấn động lên. Hắn tạm thời ngưng cùng mộ nhạc đối lập, xoay người đi ấn xuống một cái kia nhỏ máy. Máy phía trên bắn ra cùng nhau màn ảnh, mộ nhạc trướng cổ lên nhìn một cái, màn ảnh trong xuất hiện một tấm lại đánh lại xinh đẹp xinh đẹp gương mặt. Xem bộ dáng là quá mức đẹp trai xinh đẹp tỷ tỷ. Chẳng lẽ là cái nhà này nữ chủ nhân sao? Nàng chỉ thấy cố minh nguyên xoa xoa mi tâm, có chút khổ não mà đối màn ảnh kia đầu mỹ nhân nói một câu. Mỹ nhân tháng phục đáp lại hắn. Ta trời ạ, à, ngươi lại thật nuôi sủng vật. Khổng hạt an che miệng, mau mở cửa cho ta, ta muốn chính mắt gặp một lần. Cố Minh Nguyên ở hắn quan não mở ra nhà mình cửa chốt mở điện, bất đắc dĩ nói. Cũng được. Ngươi là chó con chuyên gia, tới giúp ta nhìn một chút cái này em bé đang nháo cái gì. Cái gì, chó con, chuyên gia. Chúng ta tinh tế chó nhưng đều có quân nhân bằng. Mọi người đều là đồng nghiệp làm cái gì kỳ thị a? À. Khổng hạt an hùng hùng hổ hổ tiến vào. Mộ nhạc đợi ở xó xỉnh, đã nhìn thấy cửa phòng tự động mở ra, tiếp theo, kia mới vừa còn đang màn ảnh trong xuất hiện xinh đẹp gương mặt, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở nàng trước mắt. Đối phương người mặc quân trang, đầu so với cố minh uyên hơi lùng một ít, gương mặt dài được 10 phần anh khí, chọn đuôi mắt nhưng thật giống như một cái câu người lưỡi câu. Lại mỹ lại ào ào. Nếu không phải trường hợp không đúng, mộ nhạc thật muốn ôm lấy đối phương bắp đùi kêu một câu. Xinh đẹp tỷ tỷ ta có thể hơn nữa vị này xinh đẹp tỷ tỷ trừ nhan trị giá có chút giết người lấy bên ngoài thấy thế nào đều là người bình thường loại ít nhất so với lớn một đôi đen nhánh sừng rồng nam nhân muốn thân thiết nhiều lắm mộ nhạc nhìn chằm chằm đối phương giống như là nhìn chăm chú bản thân cứu tinh mãi đến 10 giây sau khổng hạc an nhìn thấy mộ nhạc cặp mắt xinh đẹp trong thoáng qua một tia tư tươi đẹp ánh sáng tiếp theo ba bước cũng làm hai bước chạy đến mộ nhạc trước mặt kích động nói ta trời ạ à, thật hài tử xinh đẹp a à. mộ nhạc nghe không hiểu hắn nói nói nhưng nàng xác sắc thực thực nhìn thấy vị này xinh đẹp tỉ tỉ sau lưng tựa như nổ tung một cái rực rỡ hoa lệ lông chim phiến khổng tước lông chim cái loại đó mộ nhạc dời đi ánh mắt xinh đẹp tỉ tỉ đại khái cũng không phải là tỉ tỉ Trước cuộc khổng tước loại sinh vật này chỉ có năm mới sẽ như vậy lẳng lơ túi mở bình khổng hạc an hoàn toàn không ý thức được mộ nhạc cảm xúc thay đổi hắn vui vẻ đung đưa bản thân đuôi to rối bù khổng tước lông chim nhẹ nhàng đung đưa nhìn qua vô cùng ung dung hoa quý xinh đẹp cực kỳ lỗ phó quân trưởng cố minh nguyên bình tĩnh mà kêu hắn nếu như ngươi đem lông chim rơi ở trong phòng của ta khổng hạc an lập tức thu hẹp bản thân đuôi ngươi cũng về hưu cũng không cần như vậy nghiêm khắc được không khổng hạc an bất mãn nói ngươi nhìn con này loài người đều bị ngươi dọa thành hình dáng ra sao? Cố Minh Nguyên yên lặng chốc lát. Ta thấy ta nuôi con này loài người. Có chút đần. Khổng Hạc An. Cố Minh Nguyên đem hắn tắm ra nhìn thấy cảnh tượng cùng Khổng Hạc An nói. Ta chỉ rời khỏi 5 phút. Hắn nói, con này loài người liền làm thành như vậy. Khổng Hạc An đỡ tráng. Ngươi cũng chớ nói lung tung, loài người đều là rất thông minh bọn họ biết làm toán học đề đâu. Cố Minh Uyên Mộ nhạc là nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nếu không nhất định phải biện giải cho mình một chút. Nàng nào chỉ là biết làm toán học đề đâu. Làm cao đếm cũng vấn đề vừa đủ. Chẳng qua là cần hơi dậy một chút thôi. Khổng Hạc An vừa nói, đứng ở mộ nhạc trước mặt, chìa ra bản thân tay, tới, bắt tay. Mộ nhạc. Nàng xác thực nghe không hiểu. Nhưng, dạy mình sủng vật, bắt tay, lại là vượt qua loại vật thói quen sao. Mộ nhạc hướng về phía khổng hạt an chìa ra bản thân tay nhỏ bé. Ngay tại khổng hạt an cười hít mắt cầm nàng tay trước, một ngón tay đột nhiên đưa vào giữa bọn họ. Mộ nhạc bắt lại kia ngón tay. Cố Minh Nguyên thuận thế ôm nàng tay, tiếp đem nàng toàn bộ tay nhỏ bé cũng cầm ở lòng bàn tay của mình trong. Không muốn dạy hỏng người khác sủng vật. Cố Minh viên mặt không cảm giác mà nhìn khổng hạt an, nếu như nhất định phải dạy ta hy vọng dạy nàng cự tuyệt mình chủ nhân lấy bên ngoài bất luận cái gì người khổng hạc an thu tay về than phiền nói biến thái khống chế cùng cố minh uyên ngươi biết chăn nuôi loài người cần phải chú ý một chút cái gì không ai biết được khổng hạc an đứng lên lần trước có người chăn nuôi loại sinh vật này ít nhất có 300 năm đi hắn chạy tới cũng chính là nhìn mới xuất hiện nhìn xong liền chạy Trước cuộc cùng cố minh viên liên tục đợi ở trong một phòng, vẫn áp lực rất lớn. Liên tục bị hắn khí thế áp chế không nói, vô tình rơi cộng lông còn phải làm cho run sợ trong lòng. Hừ. Khổng hạt an cái này ríu rít nam nhân sau khi đi, trong phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mộ nhạc cũng không biết người này là tới làm chi. Nàng chỉ cảm thấy đối phương được cái không phân biệt xinh đẹp gương mặt khẳng định trai gái toàn bộ ăn uống, Nam khổng tước cái này thiết định thật sự là quá tốt thái. Nếu như không phải là trước mắt cái này lớn sừng rồng đại quái vật quá hung, nàng còn có thể thái một thái sừng rồng mảnh nam ít khổng tước tinh chính phú đâu. Đáng tiếc liền trước mắt nàng quan sát tới, nếu như kia khổng tước tinh là trước mắt vị này mảnh nam chính phú, như vậy hai người kia kết quả tuyệt đối là be. Nếu không phải là mảnh nam bị khổng tước tinh khí chết, nếu không phải là khổng tước tinh bị mảnh nam chém chết, khổng tước tinh đi sau này mảnh nam còn kéo nàng tay. Hơn nữa nhìn nàng mặt, rơi vào trầm tư. Ngày này, Cố Minh Nguyên cũng không có đem khắp nơi sờ loạn mộ nhạc bỏ vào trong lòng. Hắn chẳng qua là đem xiền xích hơi rút ngắn một chút, bảo mộ nhạc không sờ tới bàn làm việc của hắn. Sau đó bản thân đi đem rửa đến một nửa táo cho giặt xong. Tắm xong đi ra, thời gian cũng không còn sớm. Cố Minh Nguyên liếc mắt một cái mộ nhạc trước mặt chén nhỏ, nhìn thấy kia trứng gà luộc còn ở bên trong hắn nhíu mày một cái ngồi ở mép giường vừa lau tóc nước một bên mở ra quan não cho hắn biết bác sĩ thú y phát tin tức bác sĩ thú y nói cho hắn sủng vật vừa mới tới nhà mới không thích ứng hoàn cảnh không ăn cái gì cũng rất bình thường kiên nhẫn chờ một chút liền tốt cố minh nguyên lại để cho nhà hắn người máy nhỏ cho mộ nhạc đưa tới một chén nước lúc này mộ nhạc không cự tuyệt nữa đầu tiên Nàng phát hiện vị này mảnh nam nhưng có thể thật đem nàng xem như sủng vật đang nuôi. Thứ nhì, mảnh nam nếu muốn bảo nàng chết, nàng đã sớm chết rồi 800 lần, chung quy không đến nỗi như vậy vòng vo hại nàng. Trọng yếu nhất chính là nàng thật rất khác. Mộ nhạc bưng người máy cho nàng chén nhỏ, đứng ở góc tường ngoan ngoãn đúng dịp đúng dịp uống nước. Cố minh nguyên kinh nhạc phát hiện, sủng vật của hắn lại không phải nằm trên đất mà là bưng chén đang uống nước lúc này lại hồi tưởng bắt đầu trước, nàng lấy trứng gà luộc, làm ra muốn ăn đồ động tác. Cố Minh Nguyên Loài người, ngươi là sinh vật có trí không sao? Mộ nhạc một mặt mờ mịt hướng hắn chớp mắt. Cố Minh Nguyên cười thầm bản thân ngu, lại thật mưu toan cùng một con sủng vật đối thoại, xem kìa, loài người căn bản là nghe không hiểu bản thân đang nói gì a. À. Bất quá, có lẽ khổng hạt an nói không sai. Loài người chính là rất thông minh sinh vật hắn mở ra gia đình người máy làm việc giao diện, đổi mấy chữ mấu chốt vào được lục soát, cuối cùng từ trong nhà áp đáy rương địa phương, tìm được bản thân biểu đệ khi còn bé đã dùng qua nhi đồng tài liệu. Người máy nhỏ đem nhi đồng tài liệu cầm tới. Hôm nay sách bằng giấy đã rất ít thấy, phần lớn là dùng để cất giữ. Nhi đồng tài liệu phần lớn đều là trực tiếp kế tiếp vào quan não, cũng có một ít lẫn nhau động loại, làm thành từng cái nhỏ máy. Cố Minh Nguyên đem máy mở ra mộ nhạc còn cái miệng nhỏ uống nước đâu, đã nhìn thấy mảnh nam triều nàng đi tới, ở nàng trước mặt để người kế tiếp chiếu ra màn ảnh nhỏ máy. Trong màn ảnh là hai đứa con nít bộ dáng hoạt hình hình tượng giống. Chỉ bất quá một trên đầu có một đôi sừng hưu, khác một trên đầu thẳng đứng một đôi tai. Mộ nhạc. Hai hoạt hình nhân vật huyên thuyên nói một tràng, sau đó trong hình xuất hiện bốn kiểu đồ. Một nồi, một hamburger, một ly nước cùng một cái hộp hai vị hoạt hình nhân vật tái diễn một cái từ đơn. Mộ nhạc. Nàng thật giống như biết đây là ý gì. Mộ nhạc thử thăm dò chọc một chút kia nồi. Trên màn ảnh rất nhanh xuất hiện một màu đỏ tiếp, hai hoạt hình đứa trẻ biểu tình nhất thời trở nên rất thiếu đánh, cùng nhau lắc đầu. Mộ nhạc lại thử hai lần, rốt cuộc thí đi ra kia từ đơn chỉ là hamburger. Hai đứa con nít thật cao hứng vỗ tay, mộ nhạc suy đoán bọn họ nói đơn giản chính là chúc mừng ngươi đáp đúng các loại nàng yên lặng nhớ phát âm cố minh nguyên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy hắn chẳng qua là nghe bác sĩ thú y nói cấp cho sủng vật tìm một đồ chơi bảo nàng thả lỏng tâm tình không muốn như vậy khẩn trương nhìn mộ nhạc cùng nhi đồng tài liệu chơi được rất vui vẻ hắn cũng yên lòng đi ngủ về sau tiến triển cố minh nguyên làm sao cũng không đoán được bản thân ngủ một giấc đến nửa đêm đại khái rạng sáng 3 giờ thời điểm. Mép giường truyền lên tới một trận tất tất tác tác động tỉnh. Cố Minh Nguyên mở đèn ngồi dậy. Hắn nhìn thấy kia chỉ loài người em bé, một cái chân bị xiền xích ném, toàn bộ người nằm trên đất, không phải là thường khó khăn thò tay nắm kéo hắn khăn trải giường. Nhìn thấy hắn tỉnh, loài người không phải là thường vui vẻ, trục tay về đứng lên, lại có điểm thẹn thùng nhìn hắn. Nàng chậm chạp lại không quá thành thạo, gần từng chữ đối hắn nói, nhà vệ sinh cố minh uyên nhà vệ sinh mộ nhạc lại nói một lần cố minh uyên người máy nhỏ sẽ tự động thêm nước nàng lại đói vừa khác một liền uống mấy chén thật sự là quá nhớ nhà vệ sinh tác giả có lời muốn nói cố minh uyên nguyên lai loài người kêu chủ nhân phát âm cùng nhà vệ sinh giống nhau sao mộ nhạc ta muốn đi tiểu ở trên sàn nhà rồi chương 4 Là mèo mèo A Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nếu như nói, mộ nhạc chẳng qua là đưa cái này từ đơn không có chút ý nghĩa nào mà lặp lại Cố Minh Nguyên có lẽ thật liền cho là, đây chỉ là loài người tiếng kêu Nhưng mộ nhạc nói hai lần sau, hơi có vẻ lo lắng Dơ tay chỉ hướng hắn trước đi tới tắm rửa gian phòng kia cửa. Nhà vệ sinh. Nàng nói, ta, nhà vệ sinh. Đáng tiếc cố minh nguyên cho nàng nhi đồng tài liệu trong dạy đều là từ đơn, nếu không ta phải đi nhà vệ sinh, loại này đơn giản câu, nàng không có lý do không học được. Cố minh nguyên xoa xoa tóc, vén chăn lên từ trên giường bò dậy. Hắn cởi ra khóa lại mộ nhạc dây xích, cầm ở trong tay. Mộ nhạc nhẹ nhàng thở ra, bước hướng cố minh nguyên trước tắm rửa căn phòng đi qua. Cũng thật may người này trong phòng ngủ còn có cái phòng vệ sinh, nếu không nàng muốn chỉ đều không địa phương có thể ngón tay phòng vệ sinh cùng nàng trên địa cầu đã gặp trên lệch vừa đủ. Nếu không phải là nói khác biệt, đại khái chính là so với nàng đã gặp bất kỳ một người nào phòng vệ sinh, đều phải càng nguy nga lộng lẫy một ít. Bồn cầu hình dáng cùng trên địa cầu cũng khá giống nhau, chẳng qua là đối với bây giờ nàng mà nói. Nhỏ bé tương đối kinh người. Tính, cố gắng một chút còn là có thể có được. Mộ nhạc đứng ở cửa, quay đầu nhìn về phía sau lưng cùng tới cố minh uyên. Cố Minh Nguyên trong tay còn lấy nàng xiền xích, kia tấm mặt nghiêm túc mang một ít hiếu kỳ. Mộ nhạc. Coi như ngươi là mảnh nam, nhìn chăm chú tiểu cô nương nhà vệ sinh cũng không phải cái gì tốt hứng thú nha. Nàng chỉ ngón tay Cố Minh Nguyên, lại chỉ ngón tay bên ngoài. Ngươi, giường. Ta, nhà vệ sinh. Cố Minh Nguyên. Chính ngươi có thể được không? Mộ nhạc đi tới trước mặt hắn, dùng sức đẩy ra hắn bắp đùi nàng sử dụng bú sữa mẹ sức lực cũng không cách nào đem cố minh nguyên thúc đẩy chút nào nhưng nàng cố gắng nghĩ muốn biểu đạt ý tứ vẫn truyền tới cố minh nguyên buông mở tay ra trong dây xích đồng thời lui về phía sau hai bước lui đến phòng vệ sinh ngoài cửa mộ nhạc đóng lại cửa phòng vệ sinh phen này làm việc thật sự là quá mới lạ cố minh nguyên trở lại giường của mình sau còn đang hiểu ra trí tuệ của nhân loại hắn lấy ra máy tính quan tử lục soát ban đầu thấy qua người có liên quan loại sách. Những sách kia coi như, cũng không có gì chăn nuôi loài người chú ý hạng mục. Chẳng qua là rất khoa học ghi chép loài người bất đồng chủng loại, dáng ngoài đặc thù, thông thường yêu ngét vân vân. Như là hắn nuôi một con kia, bộ lông màu đen, da vẫn cứ trắng, rất rõ ràng là sách lý thuyết châu Á loại người. Thời gian này điểm, sủng vật thầy thuốc đại khái là đã ngủ. Cố Minh Nguyên suy nghĩ một chút, từ bản thân người liên lạc danh sách trong tìm ra một, thời gian này điểm cũng tuyệt đối sẽ ở tuyến bằng hữu. Quả nhiên, hắn điện thoại đánh tới vừa mới vang lên một tiếng, đối phương liền thật nhanh tiếp điện thoại. Màn ảnh trong xuất hiện một tấm thanh tuyển, bộ dáng thiếu niên mặt. Thiếu niên có và vai mét màu trắng mái tóc dài, sắp đến phát đuôi thì có một đoạn dần dần đổi cho dần đổi. Làm người khác chú ý nhất là hắn kia đôi con mắt tròn vo, bọn họ có cực kỳ trong veo xinh đẹp màu xanh da trời, giống như không người đặt chân rộng lớn băng dương. Thiếu niên đỉnh đầu lớn một đôi cùng tóc cùng màu hệ tai mèo. Hắn nhìn thấy cố minh uyên, trung rẫy tai, cười mở miệng. Là a, à, cố quân trưởng sẽ còn thức đêm. Không phải. Cố minh uyên nói, ta bị sủng vật đánh thức. Thiếu niên hiển nhiên cũng biết cố minh uyên nuôi sủng vật chuyện, hắn nụ cười càng thâm, nói thẳng, Vậy chúng ta gần đây là có thể ăn thịt người. Cố Minh Uyên. Thiếu xem chút kỳ quái nói. Thú nhân tiến vào tinh tế thời đại đây mấy trăm năm qua, trải qua qua chúng nhiều những tinh cầu khác bên ngoài tới văn hóa hung đúc. Những thứ này ảnh hưởng dần dần bị chính bọn họ hấp thu, có thú câu chuyện cùng tập tục chủng loại văn hóa truyền xuống, trở thành một ít truyền lưu trên phố, kỳ quái nói. Trong đó có rất nổi danh kỳ quái nói, chỉ cần bắt được loài người, loại sinh vật này ăn thịt của bọn họ, là có thể trẻ mãi không già. Coi như thuần ăn thịt động vật, họ mèo lam mặt trước mới vừa vừa nghe nói cố minh uyên nuôi loài người, thì có phát tin tức, treo gẹo hỏi hắn lúc nào có thể ăn trẻ mãi không già thịt. Bọn họ mấy bạn tốt nhóm nhỏ trong cũng thảo luận qua chuyện này. Mấy người còn mở ra một bỏ phiếu, đánh cuộc kia chỉ loài người em bé có thể ở cố minh uyên bên kia sống sót mấy ngày. Cố Minh Nguyên thúi tính khí nhưng là nổi danh coi như các bạn của hắn biết hắn không hề như tin đồn trong như vậy tàn bạo, to gan nhất người kia cũng chỉ là đoán 10 ngày mà thôi. Lam Mặc đoán là hai ngày. Hắn thật đúng là quá nhớ ăn uống trẻ mãi không già thịt. Rõ ràng là tướng mạo nhất lộ vẻ đầu đinh kia một. Ngươi đừng cướp đi ta mơ ước a. À. Lam Mặc than phiền nói, nếu như ăn thịt người không được, ta cũng chỉ có thể đi tu tiên. Nhưng là chúng ta đều biết tu tiên là giả khoa học không giải thích được lực lượng trên căn bản cũng nguồn từ yêu linh. Hắn nói tới chỗ này ngừng lại, lại có chút mong đợi liếm khóe miệng một cái. Ngươi nửa đêm canh ba gọi điện thoại cho ta, sẽ không phải là có cái gì liên quan tới ngươi sủng vật tin tức xấu đi. Đối ngươi mà nói là tin tức xấu. Cố Minh Nguyên nói, loài người sống khỏe, hơn nữa cho thấy trí khôn. Lam mặt. Trí khôn. Nga, ngươi nói ngươi bị sủng vật đánh thức làm sao loài người đối ngươi nói chuyện ừ cố minh nguyên nói nàng nói mấy từ đơn không phải là thường tiêu chuẩn mới vừa đem ta đánh thức chính là vì nói cho ta nàng cần muốn đi nhà vệ sinh lam mặt hắn biểu tình khoa trương được như là nhìn thấy cố minh nguyên ở trước mặt hắn nhảy múa cột ở đây chỉ mèo mèo thiếu niên tâm lý loài người vẫn là một loại hiếm có thức ăn cho dù ai nghe nói bản thân trên bàn ăn động vật trước khi chết còn có thể nói một câu ta muốn đi nhà vệ sinh, cũng sẽ cảm thấy vạn phần sợ hãi. Cố Minh Nguyên bên này đang nói đâu? Mộ nhạc đã giải quyết xong nhu cầu sinh lý, từ trong phòng vệ sinh đi ra. Bồn cầu quả thực quá lớn, phía trên ly kỳ cổ quái phím ấn nàng lại chẳng phải đọc được, để giấy vệ sinh cái hộp lại cùng sửa sang hòa làm một thể quá mức ẩn nút. Nếu như không phải là như vậy nhiều lung tung vấn đề khó khăn, mộ nhạc đã sớm xong nhà vệ sinh đi ra. Nàng một bên bỏ rơi trên tay nước, vừa nhìn tựa vào mép giường cùng người gọi điện thoại Cố Minh Uyên. Cố Minh Uyên bình tĩnh mà mở miệng. Nàng xong nhà vệ sinh còn bản thân rửa tay. Lam mặt. Mộ nhạc nhìn Cố Minh Uyên trước mặt màn ảnh, đột nhiên trước mắt sáng lên. Là mèo mèo A. Nhìn kia lông cùng cặp mắt xinh đẹp. Thật giống như vẫn chỉ rác đôn đâu mộ nhạc trước kia cùng bạn cùng phòng cùng nhau nuôi mèo chính là chỉ rác đôn mèo tên gọi po po đón về lúc tới cũng đã là nhỏ công công mặc dù mất đi trứng trứng nhưng po po vẫn đẹp mắt lại ôm nhu cho người cảm giác giống như giống như giống như màn ảnh trong cậu trai kia tự giống nhau nếu như po po sẽ biến thành nhân loại khẳng định chính là cái dáng vẻ kia đi mộ nhạc nhìn về phía lam mặt ánh mắt đều tràn đầy tình thương của mẹ ánh sáng khi nháy mắt cố minh uyên rốt cuộc hồi tưởng bắt đầu bản thân thấy qua loài người tài liệu hắn lãnh nghiêm mặt đóng kín màn ảnh mộ nhạc có chút thất vọng bất quá so với về điểm kia mất ngắm càng nồng đậm là nàng buồn ngủ nàng ông dây xích đàng hoàng đi tới bản thân ổ nhỏ bên cạnh định tiếp tục ngủ bất kể có chuyện gì ít nhất chủng loại ngủ no rồi nói sau đi mộ nhạc ngoan đúng dịp nằm nghiêng ở bản thân ổ nhỏ trong ngọt ngào ngủ Cố Minh Uyên nhưng bởi vì phen này ầm ĩ, không ngủ được. Bên kia Lam Mặc còn đang phát tin tức, truy hỏi hắn cuối cùng chuyện gì xảy ra. Hắn cùng Lam Mặc trò chuyện mấy câu, bản thân lại đi thăm dò tài liệu, nhìn tin tức, sắp đến trời sáng mới chậm rãi ngủ. Kết quả một sáng sớm, mộ nhạc lại bắt đầu kéo hắn khăn trải giường. Hơn nữa bởi vì hắn quên cho nàng đem xiền xích khóa trở về, mộ nhạc lần này càng tự do, trực tiếp tới kéo chăn mền của hắn. Cố Minh Viên mang nồng đậm thức dậy khí, mặt âm trầm thức dậy. Mộ nhạc nhìn thấy hắn biểu tình, có chút sợ lui nửa bước. Nàng đổi vị trí suy tư một chút, thấy bản thân nếu như sáng sớm nghỉ ngủ nướng, lại bị bằng hữu đánh thức. Khi xác thực thật, thật tức giận. Nhưng nàng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Nàng cùng vị này sừng rồng mảnh nam mới không là bạn, mảnh nam là đem nàng xem như sủng vật nha. Bị bằng hữu đánh thức có thể sẽ sinh khí bị nhà mình nuôi mèo mèo một cước đạp ở trên mặt cho đạp tỉnh, vậy chỉ có thể cười gượng một tiếng tiếp tục cưng chiều. Không đúng còn phải ôm lấy mèo mèo hôn một cái đâu. Nghĩ tới đây, thân là sủng vật mộ nhạc nhất thời có sức. Quả nhiên, cố Minh Nguyên cũng không có hướng nàng nổi giận, mà là hít sâu một hơi, hòa hoãn sắc mặt, tráng sức ôm nhu mà hỏi nàng. Thế nào? Mộ nhạc cười lên. Nàng sờ một cái mình làm biết nhỏ bụng, hướng về phía cố minh viên nói ra bản thân ngày hôm qua học được cái thứ nhất từ đơn hamburger cố minh viên mộ nhạc dùng tiếng trung nói tiếp ăn uống cái khác cũng được nhưng ta chỉ học được đây một từ đơn cố minh viên bổ nhiệm một từ trên giường lên hắn cầm lên trên tủ ở đầu giường máy tính quan tử nhìn một cái phát hiện thời gian này điểm cũng đúng là hắn bình thường rời giường thời gian hắn thậm chí ngay cả đồng hồ báo thức đều không nghe không đúng, là đồng hồ báo thức mới vừa một vang lên liền bị tắt. Mộ nhạc đứng ở bên cạnh, mặt mỉm cười, ngây thơ thúc giục hắn. Hamburger. Cố Minh Nguyên. Không biết còn tưởng rằng tên hắn liền kêu hamburger. Cố Minh Nguyên thu hồi máy tính quan tử, thức dậy rửa mặt đồng thời, bảo máy quản gia an đẩy bữa sáng. Hắn không lại đi kéo mộ nhạc dây xích, ngược lại là mộ nhạc bản thân bưng bản thân xiền xích, tung ta tung tăng mà đi theo hắn bên chân. Cố Minh Huy người cao chân dài, hắn đi một bước mộ nhạc muốn đi theo chạy hai ba bước. Hắn bình thường đi bộ, mộ nhạc liền theo ở phía sau một đường chạy chậm. Tiểu cô nương vốn là gầy nhỏ, lại đói một buổi tối, bưng xiền xích theo ở phía sau lão đảo chạy, làm thật giống như bị hắn ngược đãi giống nhau. Cố Minh Duyên than thở một tiếng, xoay người, trực tiếp đem nàng bế lên. Mộ nhạc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cùng, bản thân còn chưa kịp phản ứng, cũng đã ổn ổn đương đương ngồi ở cố minh uyên trên cánh tay nàng tựa vào cố minh uyên trên người ngồi hắn cánh tay giống như ngồi ở trên ghế giống nhau vững vàng nhưng cái này vị mảnh nam chỉ y phục đồ ngủ đơn bạc nàng lại chỉ mặc một điều vải bố váy cái chân liền dán chặt cố minh uyên kiên cố nhỏ cánh tay cứng rắn nóng bỏng mau đói choáng váng bộ nhạc trong đầu cũng vẫn là sắp xếp rất nhiều đồi trụy phế liệu cũng may phòng ăn không hề tính xa, lung tung ngẫm nghĩ rất nhanh bị thức ăn mùi thơm tách ra bên trong phòng ăn lớn hình vuông bàn ăn một bên đặt vào phong phú kiểu tây bữa ăn sáng bên kia chỉ có một cái mâm phía trên thả một toàn bộ kiểu mỹ hamburger cố minh nguyên đem mộ nhạc để dưới đất chỉ thấy tiểu cô nương đứng vững bước chân nhìn trái phải một chút thật cao hứng hướng hắn chỗ ngồi chạy tới cũng không có nhìn lâu nàng nghĩ muốn hamburger một cái tác giả có lời muốn nói. Mộ nhạc. A à, là nhà vệ sinh. A à, là mèo mèo. A à, là bữa ăn sáng. Mộ nhạc. A à, vui vẻ. Cố Minh Uyên. Nhẫn. Chương 5. Chỉ số thông minh khảo sát. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cố Minh Uyên bữa ăn sáng hết sức phong phú. Một ly ấm áp sữa bò, hai miếng bánh mì, chiên được vừa thịt muối cùng trứng gà mặc dù thịt muối màu thật giống như cùng nàng đã gặp không quá giống nhau mộ nhạc đối với lần này hết sức hài lòng chờ cố minh uyên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại đi tới nàng bên người thì nàng đã bưng cố minh uyên ly cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống bắt đầu sữa bò ngoài ra nàng cho bánh mì đồ quả tương động tác cũng thuần thục được kinh người cố minh uyên đứng ở một bên tiện tay xoa xoa nàng đầu tự cầm lên còn dư lại khác một miếng bánh mì. Không phải nói muốn ăn hamburger sao? Ừ. Mộ nhạc biết bọn họ lẫn nhau giữa không cách nào câu thông, nói nhất thời lớn mật, thật ra thì ta thấy sắc miếng bánh mì cũng khó ăn quá, ta là kiểu Trung Hoa bữa ăn sáng đảng. Canh túi sủi cảo mì dương xuân, nóng hổi nhiều ăn ngon nha. Cố Minh Uyên. Tên tiểu tử này còn là một nói lao. Mộ nhạc bây giờ đầu nhỏ, một cả miếng bánh mì ăn tiếp cũng đã chống đỡ được không được. Cố Minh Nguyên ly đối nàng mà nói liền cùng vậy tự như, nàng đương nhiên, uống không xong ly trong sữa bò. Nàng bất kể những thứ này, trong nhà mèo mèo thừa dịp người không chú ý trộn uống ly trong nước sôi thì, cũng chưa từng nghĩ loài người còn muốn hay không dùng cái ly này mà. Mộ nhạc ăn uống no đủ, từ trên ghế nhảy xuống. Cố Minh Nguyên liền đứng ở một bên. Hắn cũng chỉ là ăn một miếng bánh mì, hơn nữa động tác so với mộ nhạc muốn nhanh hơn không ít. Ở mộ nhạc chuẩn bị phủi mông một cái đi thì, một cái nếu lấy mộ nhạc cổ áo sau. Chớ chạy. Cố Minh Nguyên nói, mang người đi đo lường chỉ số thông minh. Mộ nhạc. Đây là Cố Minh Nguyên tối ngày hôm qua nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nếu như loài người thật sự là có thể câu thông cùng giao lưu sinh vật có trí khôn, vậy hắn làm sao cũng không có biện pháp đem đối phương làm sủng vật tới chăn nuôi hắn ở đêm hôm khuya khoác mua online một đống đồ hành tinh phân phối hết sức phát đạt sáng sớm hôm nay là có thể đưa đến cửa nhà tới cố minh nguyên đem mộ nhạc tạm thời khóa ở bàn ăn lân cận bản thân cũng ở trên ghế ngồi yên sau đó bảo người máy quản gia đi ra ngoài lấy chuyển phát nhanh nhận được chuyển phát nhanh sau cố minh nguyên còn có chút hoảng hốt nếu như hai ngày trước có người nói cho hắn Ngươi sẽ ở rạng sáng ngủ không yên dứt lên mạng mua em bé mang váy nhỏ tử. Hắn sẽ để cho đối phương biết không phải là cái gì đùa giỡn cũng có thể mở. Hôm nay, hắn nhưng tự tay sách kia một điều váy nhỏ tử. Cố Minh Nguyên thần sắc phức tạp nhìn về phía bên cạnh mộ nhạc. Mộ nhạc cũng thần sắc phức tạp nhìn hắn. Cố Minh Nguyên trong tay sách một điều màu hồng váy nhỏ tử. Mọi người đều biết, đồng dạng là màu hồng, hơi có chút màu kém sẽ xuất hiện rất lớn sai lệch có màu hồng nhất định chính là thiếu nữ lòng đại danh từ có màu hồng nhưng tục không chịu được cố minh uyên trong tay cái này hiển nhiên là người sau Khi phấn thật là liền muốn chọc mù nàng cặp mắt kinh khủng hơn là váy nhỏ tử vẫn cái loại đó lưới ren mộ nhạc lui về sau hai bước kháng cự biểu tình không phải là thường rõ ràng cố minh uyên mộ nhạc nhớ lại một chút nàng đang chơi kia đứa con nít tài liệu thì chọn sai câu trả lời sau này khi hai thú nhân đứa bé nói cái gì, không đúng nha. Nàng đối cố minh nguyên nói. Cố minh nguyên. Loài người em bé tự hồ không thích hắn mù chọn váy nhỏ. Cũng may hắn mua quần áo không chỉ một kiện. Cố minh nguyên lại lấy ra một kiện màu xám cho hô đi. Để cho tiện động vật mặt, hô đi trên cái mũ còn có hai cái lỗ, là có thể đem sừng đưa ra. Mộ nhạc. Cái này thật giống như có thể nàng miễn cưỡng gật đầu một cái cố minh nguyên thấy bản thân nhưng có thể không cần mang nàng đi khảo sát chỉ số thông minh ít nhất hắn chủ quan cho là đây chỉ loài người chính là sinh vật có trí khôn nhưng nói thật làm ra trí khôn hành động động vật không phải số ít trong quân đội tinh tế chó cũng có thể rất tốt cùng bọn họ vào được giao lưu hoàn thành nhiệm vụ mặc dù tinh tế chó cũng sẽ không nói nhà vệ sinh thậm chí hamburger cố minh nguyên đem quần áo nhỏ cầm ở trong tay đối mộ nhạc vẫy vẫy tay tới giúp ngươi thay mộ nhạc điên điên chạy tới nàng chủ động thò tay đi ném cố minh nguyên trong tay quần áo đồng thời mở miệng nói ta nhà vệ sinh nàng ý tứ là nàng muốn bản thân đi nhà vệ sinh trong đổi cố minh nguyên biết nàng ý tứ trong bụng hơn tháng phục đồng thời lại từ trong cái bọc lấy ra một thứ khác mộ nhạc nhìn một cái sau đó đó là một con màu đen tai mèo băng đô. Không nghĩ tới, ở nơi này có mèo mẹ chân thực tồn tại trong thế giới, vẫn còn có loại này đóng vai mèo mẹ đồ dùng biểu diễn. Mộ nhạc trực tiếp đem kia chuyển phát nhanh hộp đoạt lại, ôm ở trong tay. Nàng ở cố minh nguyên nhìn chăm chú hạ, căn bản không đi nhà vệ sinh, mà là liền gần tìm một căn phòng trốn thay quần áo. Chờ nàng đi ra thì, đã võ trang đầy đủ. Trên đầu đỉnh một đôi màu đen tai mèo, trên người mặc cho thuốc lá màu hưu đi, phía dưới chính là một điều nhàn rỗi quần dài. Chính là giày quá lớn, lỏng lỏng lẻo lẻo, đi hai bước giống như muốn rớt xuống. Mộ nhạc đi ra thì, cố Minh Uyên nhìn chăm chú nàng, ngây ngẩn có ba bốn giây. Nàng nhất thời chơi lòng nổi lên, hướng về phía cố Minh Uyên sai lệch cúi đầu, sau đó. Mèo. Cố Minh Uyên yên lặng quay đầu đi. Mộ nhạc không biết là, cái thế giới này họ mèo cũng sẽ không meo meo meo. Trên thực tế, coi như là trên địa cầu, phổ thông con mèo nhỏ mèo, một cũng sẽ không meo meo mà kêu. Phần lớn dưới tình huống phát ra loại thanh âm này, đều là nhìn thấy mèo loài người. Long Tiên Sinh đối loại này tiếng kêu cũng không có sức đề kháng. Hắn cố gắng làm bộ vô sự phát sinh, cúi đầu đem nàng chọn đồ còn dư lại thu. Suy tư chốc lát, vẫn dựa theo nguyên lai kế hoạch, mang mộ nhạc ra cửa hắn đi là Lam Mặt nhà bệnh viện. Làm một chỉ thật đang họ mèo thú nhân, Lam Mặt có mèo ngủ ngày cày đêm làm việc và nghỉ ngơi, ở nhà bệnh viện cũng là đa số trực ca đêm. Hôm nay vừa vặn chính là hắn trực, một con nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Cố Minh Nguyên mang mộ nhạc đi sau này, Lam Mặt liền tự phát chạy tới dẫn đường, dẫn bọn họ đi khoa tâm lý làm trí khôn khảo sát. Lần đầu tiên tìm người cho một chỉ sủng vật làm khảo sát hơn nữa kia chỉ sủng vật vẫn hắn nhìn chầm chầm nghĩ muốn mang lên bàn ăn tồn tại. Lam mặt cảm thấy không phải là thường mới lạ. Ai? Hắn đối cố Minh Nguyên nói, nhà ngươi đây chỉ làm qua yêu linh phản ứng khảo sát sao? Cố Minh Nguyên cao mày. Không cần thiết. Không nhất định a. À, trước kia trong đội cũng có qua tinh tế chó có thể cảm giác được yêu linh ví dụ đâu. Lam mặt vừa nói, đối mộ nhạc chìa ra một cái tay ngón tay, một phó trêu chọc sủng vật thái độ, loài người cùng tinh tế chó, cái nào thông minh hơn đâu. Mộ nhạc đối hắn có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Chớ nói chi là vị này mèo thiếu niên, sau lưng còn có một cây nhìn qua rối bù lại mềm mại mèo lớn đuôi. Lông dài mèo đuôi thật sự là quá tuyệt vời. Mộ nhạc đối với hắn cũng chìa ra một cây ngón trỏ. Nho nhỏ loài người cùng mèo thiếu niên ngón trỏ chỉ nhọn bưng chung một chỗ. Dời ôi! lam mặt cười lên là thật thông minh cố minh uyên cười nhạt ngươi cũng có thể cùng đi làm một chút khảo sát không nhất định so với tinh tế chó chỉ số thông minh cao lam mặt hung cái gì hung a à. đâu lại chọc hắn mèo lớn đuôi mất hứng thõng xuống lam mặt sờ một cái lỗ mũi chỉ trước mặt cửa phòng đến cố minh uyên gật đầu một cái mộ nhạc không rõ cho nên bị đẩy vào nàng xiền xích đã bị hái, mặc trên người thú nhân đứa bé thường gặp quần áo, trên đầu còn đỉnh một đôi làm rất giống như thật giả lỗ tai mèo, chợt nhìn liền cùng phổ thông thú nhân em bé không khác nhau nhiều. Trước khi ra cửa cố minh nguyên trả lại cho nàng phun một ít nước hoa. Bây giờ nàng trên người tất cả đều là rất giống cố minh nguyên mùi vị, mắt lạnh dễ ngửi, nhưng cảm giác có chút hung. Cũng không biết hắn là làm sao bảo một chi nước hoa cũng tỏ vẻ có công kích tính cùng cảm giác bị áp bách tóm lại ở những thứ này bọc hạ không biết tình huống thật các thầy thuốc cũng tạm thời không biết nàng thân phận chân thật kiểm tra làm chừng một giờ vừa mới bắt đầu vẫn điền đơn sau đó thầy thuốc phát hiện nàng không biết chữ về sau nữa phát hiện nàng liền nghe cũng nghe không hiểu cuối cùng liền dần dần thay đổi thành các loại ra dấu tay cùng làm trò chơi còn có rất nhiều đơn giản toán học đề mộ nhạc làm xong khảo sát đi ra mờ mịt nhìn cố minh uyên Cố Minh Nguyên kéo nàng tay nhỏ bé, trầm giọng hỏi trước mắt ngựa vàng thầy thuốc. Như thế nào? Không quá vui vẻ xem. Ngựa vàng thầy thuốc quơ quơ đuôi, trả lời, nghe nói đi học viết cũng có vấn đề. Bước đầu phán định, chỉ số thông minh đại khái ở 3 tuổi nhiều chừng. Được thua thiệt mộ nhạc nghe không hiểu hắn nói gì, nếu không thật sẽ bị phát cáo. Càng tức người chính là, Lam mặt lập tức bật cười, sát theo nói câu chúng ta tinh tế lưu động chó, chỉ số thông minh là 6 tuổi em bé a ha 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 ha, cố minh uyên không nói một lời nhìn chăm chú hắn. Lam mặt, cười không ra. Hắn biết bản thân nơi nào chọc hắn. Ngay trước hắn mặt chế dễu dễ cười hắn nhỏ sủng vật, thật giống như xác thực quá to gan một ít. Không, bất quá. Bên cạnh ngựa vàng thầy thuốc liền vội vàng nói, nàng trí khôn trò chơi làm rất khá. Không muốn làm vội làm vàng, đi trước ấu thú vườn học trước bang vẫn là không có vấn đề cố minh uyên ngươi nói là có thể đưa nàng đi học a à, thầy thuốc cố gắng cân nhắc một chút phương thức biểu đạt không biết vị này nho nhỏ tỷ tuổi thật là bao nhiêu đâu nếu như tuổi quá lớn đi ấu thú vườn xác thực không tốt lắm quả thực không được cũng có thể mời giáo sư dạy kèm ở nhà ngựa vàng thầy thuốc cũng không có phát hiện đây là một con loài người nói lên đi ấu thú vườn không tốt lắm cũng là thấy nàng nếu quả thật tuổi tác không nhỏ qua sẽ bị cái khác người bạn nhỏ gạt bỏ cố minh nguyên trầm tư chốc lát hắn hôm nay cho mộ nhạc đeo chính là tai mèo họ mèo tuổi là nhất không dễ phán đoán nhưng họ mèo dáng người luôn luôn rất nhỏ ấu thú vườn họ mèo đứa bé so với mộ nhạc còn nhỏ hơn nhưng nếu như cho nàng đeo lên sừng rồng ừ nàng cái này dáng người cũng rất phù hợp ở hắn suy tính thời điểm, mộ nhạc cứ như vậy bị hắn kéo tay, ngây thơ nhìn trái phải một chút. Nàng cũng không biết, bên người vị này, chăn nuôi viên, đang nghiêm túc suy xét, muốn không nên đem nàng đưa đi cùng một đống ba bốn tuổi đứa bé đi học chung. Nếu như hiểu, không chính xác sẽ hiện trường miệng phun mùi thơm. Lại không nói chân thực tuổi, liền nàng bản thân của thân thể này tuổi cũng có 8 tuổi A, đi học trước ban là cái gì đạo lý? Tác giả có lời muốn nói. Cố Minh Uyên. Nghe nói ngươi chỉ có 3 tuổi rưỡi mộ nhạc. Mèo mèo mèo. Chương 6. Châu Á phòng ăn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sừng rồng cùng tai bất đồng. Động vật lỗ tai hình dáng cơ bản giống nhau, chỉ cần dùng chất lượng tốt lông thú nhân tạo bao trùng là có thể che phủ phần lớn chế tạo phương diện khuyết điểm. Còn sừng hình dáng cùng chất liệu cũng tương đối đặc thù, nghĩ phải làm được tinh xảo giống như thật liền cần đưa vào nhiều thời gian hơn cùng giá vốn cho nên tạm thời dùng một chút lấy giả đánh tráo tai mèo có thể trực tiếp mua sừng rồng lại cần đặc thù định chế cố minh nguyên suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định bất kể nói thế nào trước hạ đơn đi nhìn loài người cũng không phải có thể giam lại chăn nuôi chó con coi như sau không thể đi đi học bình thường mang ra ngoài dắt đi dạo vẫn cần một chút ngụy trang Cố minh viên một cái tay lấy máy tính quan tử hạ đơn, một cái tay khác dắt mộ nhạc, chậm rãi đi về phía trước. Lam mặt đây chỉ chơi bời leo lỏng mèo lớn liền cùng ở phía sau bọn họ, đùa mộ nhạc chơi. Hắn phát hiện mộ nhạc thật giống như rất thích hắn đuôi to. Liền cố ý đi tới phía trước một chút, trái phải đung đưa đuôi, hút dẫn mộ nhạc sự chú ý. Mộ nhạc quả nhiên bị hắn lông xù xù đuôi to câu đi toàn bộ ánh nhìn, nàng ánh mắt đi theo Lam mặt đuôi trái phải đung đưa nhìn qua ngu lại quá đáng yêu cố minh nguyên hạ song đơn đã nhìn thấy bên người tai mèo thiếu niên vì trêu chọc nhà mình đứa bé không chỗ nào không cần cái đó vô cùng thậm chí ngay cả đuôi đều đem ra hết hắn người sổng người xuống một tay đem mộ nhạc cho ôm sau đó bước nhanh hơn cũng không có long tiên sinh như vậy khôi ngô thân cao cũng không có dài như vậy chân lam mặt lập tức liền bị quăng ở sau lưng lam mặt chính muốn đuổi kịp tới đã nhìn thấy mộ nhạc nằm ở Cố Minh Nguyên trên bả vai, hướng về phía phía sau hắn trừng mắt nhìn, cười hì hì. Meo meo meo, Cố Minh Nguyên. Bé con mặc dù đã thấp giọng, nhưng nàng liền nằm ở hắn đầu bên cạnh, hắn nghĩ không nghe được đều khó. Còn Lam mặt thính lực lại tốt như vậy, khẳng định cũng nghe được. Cố Minh Nguyên nhéo mộ nhạc cổ áo sau đem nàng kéo xuống, quay lại như là ôm trẻ sơ sinh tựa như ôm ngang vào trong ngực. Cái này tư thế mới bảo mộ nhạc hoàn toàn bối rối. Xấu hổ cảm giác chiếm cứ nàng đại não. Nàng trước kia từ chưa thấy qua dáng người kém lớn như vậy chính phú, càng không hiểu khóa qua loại này phá thể vị. Lão tài xế cũng lật xe. Nàng không nhịn được ở cố minh nguyên trên cánh tay trở mình, biến thành nằm nghiêng tư thế, cả khuôn mặt cơ hồ đều muốn chôn vào hắn cánh tay cùng ngực giữa. Không mặt mũi gặp người. Di đuổi theo tới Lam Mặt vừa vặn nhìn thấy một màn này, không nhịn được biểu lộ dáng tươi cười. Nha, đây chỉ em bé còn thật dính ngươi. Cố Minh Uyên mặt không cảm giác. Ừ. Thân là hắn bằng hữu nhiều năm, quen thuộc hắn Lam Mặt đã sớm nhìn ra người này không lộ vẻ gì cái sắc phía dưới, giấu một phó như thế nào dương dương đắc ý mặt mũi. Nghĩ đến Cố Minh Uyên nuôi sủng vật sau này đột nhiên trở nên ngây thơ lại tính toán xét nét hình ảnh, lam mặt nén cười nén được trên mặt bắp thịt cũng đau đớn từ bệnh viện trước khi ra ngoài lam mặt còn nhắc nhở cố minh uyên tốt nhất mang mộ nhạc đi làm đầy đủ phương diện thân thể kiểm tra nhân tiện đem thuốc ngừa cái gì đánh một trận nói lời này thì cố minh uyên trong ngực mộ nhạc đã trốn tránh trốn tránh ngủ cố minh uyên một tay vững vàng nâng mộ nhạc một cái tay khác ngón tay ôm mộ nhạc cổ tay đem nàng béo mập mềm mại tay nhỏ bé biểu diễn cho lam mặt nhìn không móng nhọn cố minh nguyên nói cắn miếng bánh mì cũng tốn sức lam mặt sẽ không cào ta cũng sẽ không cắn ta cố minh nguyên nói cũng cần đánh thuốc ngừa sao lam mặt bị vị này không có thông thường quý tộc tiên sinh làm tức cười thuốc ngừa a ngươi khi còn bé không đánh không riêng gì phòng ngừa truyền nhiễm cũng có thể phòng ngừa sủng vật mắc một ít tật bệnh hắn nói tới chỗ này ngừng lại bởi vì hắn nhìn thấy cố minh nguyên câu mày rất không vui nhìn chăm chú bản thân người trong ngược loại. Được rồi. Hắn như vậy nói. Thật là rất khó được có thể thấy Cố Minh Nguyên thỏa hiệp cảnh tượng. Làm mặt hiếp một đôi mắt mèo, cười nói. Chíp ngừa mà thôi, ngươi cũng không bỏ được. Cố Minh Nguyên dùng ngón tay vuốt ve một chút mộ nhạc sáng bóng không rảnh mu bàn tay. Ai chịu đâu. Như vậy mềm mại, như vậy trẻ thơ sinh vật. Nếu như Kim muốn đâm thủng nàng da nàng sẽ không sẽ rất sợ. Cố Minh Nguyên ngẩng đầu lên, vẫn bình thường bộ kia không lộ vẻ gì dáng vẻ. Không. Lam mặt. Phải không? Hắn đột nhiên cảm giác được rất có cảm giác nguy cơ. Bởi vì đây 20 nhiều năm qua, hắn mới là bọn họ bằng hữu trong vòng kiêu ngạo nuông chiều đảm đương. Rất lo lắng Cố Minh Nguyên cùng hắn sắp xếp người bố trí, bảo hắn đây một điểm cuối cùng đặc sắc cũng không có. Mèo Thiếu Niên đem người đưa đến cửa bệnh viện, rất tùy ý vẫy vẫy tay, lắc bản thân rối bù đuôi to, chậm rãi triều phòng làm việc mình đi trở về đi. Cố Minh Nguyên mang Mộ Nhạc đi ăn cơm trưa. Sáng sớm lúc ở nhà, liền phát hiện đây chỉ loài người không chỉ sẽ ăn uống thú nhân thức ăn, thậm chí còn có thể thuần thục cho bánh mì trét mứt. Lần này, Cố Minh Nguyên định lại mang nàng làm một chút thử nghiệm. Hắn phải dẫn Mộ Nhạc đi ăn uống châu Á phòng ăn nhìn một chút tên tiểu tử này có biết dùng đổ hay không loại này độ khó cao đồ. Mộ nhạc là bị trong phòng ăn quen thuộc mùi thơm cho đánh thức, tỉnh lại sau này vô thức mà sờ sờ bản thân miệng bên. Thật may không chảy nước miếng. Nàng ngẩng đầu lên khắp nơi nhìn một chút, phát hiện bản thân vẫn ngồi ở cố minh nguyên trong ngực. Cố minh nguyên ôm nàng, đứng ở một hàng trên địa cầu rất thường gặp ghế trẻ em trước mặt. Thú nhân bởi vì chủng tộc bất đồng, dáng trên lệch cũng rất lớn như là chuột loài thú nhân, sau khi trưởng thành cũng không nhất định có thể có bây giờ mộ nhạc đầu cao. Coi như là cố minh nguyên thuộc bò sát loài, cũng có một đầu rất nhỏ con thằng lằn. Cố minh nguyên thuộc về cổ đại rồng, cùng con thằng lằn cùng khủng long đều có điểm khác nhau. Bọn họ một chủng tộc này em bé, đại khái 3 tuổi trái phải thời điểm, liền cùng bây giờ mộ nhạc không lớn bao nhiêu. Ngồi ghế trẻ em, cũng không quá phận. Cố Minh Nguyên chọn một thích hợp mộ nhạc ghế trẻ em, ở bên ghế duyên truyền vào bàn ăn số, cái ghế liền tự động đi cái hướng kia lái qua. Hắn lo lắng mộ nhạc biết sợ, cố ý ôm mộ nhạc đến cạnh bàn ăn mới đem nàng bỏ vào trên ghế. Mộ nhạc tuổi đã cao ngồi ghế trẻ em cảm giác lại cũng không tệ lắm. Ghế trẻ em trước mặt còn có bàn nhỏ bảng, phía trên để lớn nhỏ đồng bộ chén đĩa. Cố Minh Nguyên mở ra chọn món ăn màn ảnh. Công thức nấu ăn lập tức hình chiếu thức mà xuất hiện ở mặt của bọn họ trước. Mộ Nhạc sớm biết cái thế giới này vô cùng tân tiến, không nghĩ tới trước vào đến trình độ này. Thức ăn hình chiếu hết sức giống như thật, nhìn cảm thấy mùi thơm muốn phiêu tới. Muốn ăn cái gì? Cố Minh Uyên nhìn nàng, dò xét tính mà hỏi. Mộ Nhạc mê mang mà đối hắn chớp mắt. Ngươi thử như vậy nhiều lần, còn không có phát hiện chúng ta ngôn ngữ không thông sao? Cố Minh Uyên hắn luôn cảm thấy có thể là bản thân ảo giác bởi vì tiểu hài này nhìn qua ngu một chút cũng không giống thông minh dáng vẻ bất quá ngu thật là đáng yêu cố minh uyên đem ánh nhìn thu về chuyên tâm gọi thức ăn hắn mới vừa chọn một phần trẻ nít cũng có thể ăn hấp trứng món ăn đơn lật qua một trang liền nghe thấy mộ nhạc ở bên cạnh nói đáp đúng rồi cố minh uyên mộ nhạc chỉ trước mặt tiết canh đáp đúng rồi cố minh uyên hắn đem tay đặt ở hủy bỏ kiện mộ nhạc liền vội vàng lắc đầu cố minh uyên đem ngón tay dời về phía xác nhận mộ nhạc cao hứng gật đầu một cái đáp đúng rồi cố minh uyên thu hồi trước nói đây chỉ loài người thật rất thông minh mộ nhạc điểm của mình thích thức ăn tâm tình thật tốt liền dưới đáy mông ghế trẻ em cũng tỏ vẻ vô cùng thuận mắt nàng sờ sờ cái ghế rất mong đợi chờ lát nữa thức ăn. Mộ Nhạc mặc dù sinh ở giang nam, nhưng khẩu vị liên tục nghiêng về xuyên du. Vốn đang cho là cái thế giới này không món cây tứ xuyên có thể ăn uống, không nghĩ tới cái này phòng ăn màu sắc thức ăn lại như vậy đầy đủ hết. Hơn nữa thực đơn lại như vậy nhân tính hóa, phía trên là hình chiếu lớn đồ, phía dưới chính là mấy nhỏ khoanh tròn. Điểm thức ăn sau này, lớn đồ sẽ thu nhỏ lại đến nhỏ khoanh tròn bên trong món ăn giá đơn vị xuất hiện ở khoanh tròn phía dưới tổng giới sẽ xuất hiện ở một hàng khoanh tròn bên phải nhất đơn giản dễ thấy nàng thấy mình coi như một người tới cũng có thể thành công gọi thức ăn ăn cơm nếu như có tiền này phòng ăn mang thức ăn lên rất nhanh cố minh nguyên gọi một bàn thức ăn bất quá hết sức chung liền trên căn bản đã đủ phòng ăn bàn rất lớn bàn bản có thể tự do xê dịch bất luận cái gì một món ăn đều có thể đi đến tới trước mặt Cố Minh Nguyên chủ động đem tiết canh điều đến mộ nhạc trước mặt, mộ nhạc lập tức liền học được làm sao sử dụng những thứ kia nút ấn. Nàng bưng bản thân chén nhỏ, cầm lên trên bàn công đũa, kẹp ở cùng nhau huyết vịt bỏ vào bản thân chén trong. Huyết vịt rất non nớt, kẹp ở đũa lão đảo, thật giống như dùng một chút lực thì sẽ kẹp linh tinh. Cố Minh Nguyên trầm mặt nhìn mộ nhạc. Chỉ chốc lát sau, mộ nhạc lại dùng công đũa, thành công từ canh trong kẹp ra một viên thịt viên. Cố Minh Uyên trong bụng khiếp sợ. Đế quốc rất nhiều người trưởng thành đều không cách nào quen như vậy luyện mà sử dụng đũa, nhất là ở kẹp cái loại đó mềm non, hoặc tròn vo đồ. Hắn em trai đã 17 tuổi, đến loại này châu Á món ăn trong phòng ăn tới, ăn uống những thứ này thịt viên, còn đều là đem đũa trực tiếp chọc vào thịt viên trong. Bởi vì hắn căn bản kẹp không đứng lên. Mộ nhạc nhìn qua như bảo bảo, nhưng ăn cái gì vô cùng dứt khoát lưu loát, cũng sẽ không làm cho khắp nơi đều là. Đáng tiếc đầu quá nhỏ, còn chưa ăn bao nhiêu, cũng đã thấy bụng thật no, lại cũng không nhét lọt. Nàng chỉ có thể ngồi ở trên ghế, trơ mắt nhìn Cố Minh Nguyên ăn uống. Cố Minh Nguyên đầu cao, lượng cơm cũng lớn, ăn đồ động tới làm ưu nhã, ăn xong sau này nhưng như là bảo quá cảnh, gì cũng không còn lại. Hắn rất ít như vậy không tiết chế mà ăn uống, ăn xong sau này có một chút trướng mộ nhạc nhìn thấy tay hắn nắm thành quyền để ở bên mép ho nhẹ một tiếng từ trong miệng phun ra một nhỏ nắm lửa nhỏ lại bị chính hắn bóp tắt mộ nhạc đợi một chút không phải đây không phải là một khoa học phát đạt thế giới quan sao đáp án của vấn đề này rất nhanh lấy được giải quyết cơm nước xong sau này cố minh nguyên phải đi viếng thăm một vị giáo sư tác giả có lời muốn nói mộ nhạc Ta yêu cơm tàu. Cố Minh Uyên. Quá cay, phun lửa. jpg G, mộ nhạc. Chương 7. Gấu nâu thầy. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cố Minh Uyên đang nghỉ phép trước sinh thủ đô đại học chuyên sâu tư cách. Định ở về hưu cuộc sống trong học tiến sĩ bằng đi ra Qua một thời gian ngắn chính là ngày trường học tự trường Bất kể là thân là nội tình thâm hậu cổ xưa quý tộc hay là người đế quốc chiến công hiển hách thăm dò quân quân trưởng. Cố Minh Nguyên đều có quyền đem trường học làm hắn sân chơi. Muốn làm cái gì thì làm cái đó cái loại đó. Chính là giáo sư bản thân cũng không nghĩ tới, Cố Minh Nguyên sẽ cố ý tới thăm hắn. Mộ nhạc đi theo Cố Minh Nguyên đi vào một tràng hiện đại phòng. Ra nên tiếp bọn họ, là một quả cầu hình dáng gia dụng người máy nhỏ. Người máy dẫn bọn họ đi đến cửa phòng, mở cửa phòng, chủ động rời khỏi. Đây là một gian lớn vô cùng thư phòng, thậm chí có thể nói là tàn thư các. Trong phòng thẳng đứng một lại một cái kệ sách cao lớn. Xó xỉn để mấy ghế sofa, ghế sofa bên cạnh là một tấm không tính là rộng lớn bàn đọc sách, trên bàn còn có một chồng sách. Hiện đại phòng chủ nhân liền ngồi ở ghế sofa. Hắn nhìn thấy cố minh uyên sau này lập tức đứng dậy, ba bước cũng làm hai bước đi tới, đuôi ở sau lưng chậm rãi đung đưa, nụ cười ôn hòa mà hướng về phía Cố Minh Uyên đưa tay ra. Cố quân trưởng, ngưỡng mộ đã lâu. Mộ nhạc tò mò nhìn hắn. Vị giáo sư này y phục màu trắng áo sơ mi, bên ngoài bộ kiện đang kim áo thun, nhìn qua cũng mới 30 tuổi ra mặt tuổi tác. Giáo sư có một khoảng chừng vi cuốn màu vàng tóc ngắn, trên đầu rủ một đôi cùng màu hệ tai. Mộ nhạc đang suy nghĩ. Hắn là chó Golden hay là chó Labrador? Ngay tại nàng suy xét cái vấn đề này chốc lát, Cố Minh Nguyên cùng vị này lộ giáo sư đã kết thúc hàng huyên. Lộ giáo sư nhìn nàng một cái, ôn hòa mà hỏi: "Vị này người bạn nhỏ, chính là ngươi trước khi tới nói kia?" "Ừ." Cố Minh Nguyên đem nàng đi phía sau mình ẩn giấu giấu, nàng thật biết điều. Trước khi tới Cố Minh Nguyên đã cùng lộ giáo sư nói qua tình huống, nhưng hắn chỉ nói là trong nhà có một em bé, không yên tâm bỏ ở nhà, muốn mang theo bên người lộ giáo sư vui vẻ đồng ý. Cố Minh Nguyên vừa liếc nhìn lộ giáo sư những thứ kia kệ sách, hỏi. Giáo sư nơi này có cái gì nhi đồng tài liệu sao? Lộ giáo sư cười lên. Ta có cùng hắn cao không sai biệt lắm con trai. Lộ giáo sư thuộc về lớn chó, trưởng thành phái nam trung bình thân cao thì có một thước chính. Hắn con trai cùng mộ nhạc cao sấp xỉ, thật ra thì cũng mới 6 tuổi nhiều một chút hắn từ trên bàn liền tìm ra mấy quyển nhi đồng tài liệu. Mộ nhạc quả nhiên bưng sách, ngoan ngoãn ngồi vào góc ghế sofa nhìn lên sách đi. Cố Minh Uyên cùng lộ giáo sư đi bên kia nói chuyện. Mộ nhạc mới vừa mở ra sách trong tay, đột nhiên nghe bên tai truyền tới một trận tức tức tác tác thanh âm. Nàng sờ sờ tai. Hai giây sau, rõ ràng nghe bên tai truyền tới một tràng cười. Mộ nhạc. Thật là gặp quỷ. Nàng đem sách hợp lại, những thứ kia nhỏ vụn thanh âm lập tức liền tiêu mất không thấy. Mộ Nhạc lại đem sách mở ra, tiếp theo vang lên bên tai một tiếng thằng bé trai nguyền rủa mắng. Đáng ghét quỷ, không muốn như vậy thô lỗ mà lật ta trang sách. Mộ Nhạc lấy làm kinh hãi, quá mức nhỏ giọng hỏi: Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Rất nhanh, nàng nhìn thấy trong sách xuất hiện một đứa bé trai. Thằng bé trai đứng ở trang sách giữa, ngẩng đầu ửng ngực không phải là thường kiêu kiêu ngạo đương nhiên ta là lâu năm sách yêu linh ngôn ngữ gì là ta không học được mộ nhạc bọn họ cũng có thể nhìn thấy ngươi sao thằng bé trai liếc nàng một cái ta như là như vậy phổ thông yêu linh sao mộ nhạc thật giống như là mỗi quyển sách đều có một cái cái loại đó chỉ có mấy chục năm như một ngày mỗi ngày vuốt ve sách nhiệt yêu sách thú nhân mới có thể nhìn thấy ta thằng bé trai dừng một chút lại tiếp tục nói có lẽ còn có nhân loại mộ nhạc đại khái hiểu cái thế giới này đã là công nghệ cao thế giới chân chính sách căn bản không bao nhiêu không giống nàng vốn là sinh hoạt địa cầu mặc dù tốt nghiệp sau này đã rất ít đi học sách bằng giấy nhưng nàng nhà trẻ bắt đầu thì có bài tập liên tục viết lên tốt nghiệp đại học nhưng không phải là mười mấy năm như một ngày mỗi ngày vuốt ve sách sao tốt nghiệp sau này vẽ minh họa, làm đồng nghiệp vốn sáng tác. Cũng là sẽ ngày ngày vuốt ve tác phẩm của mình. Ừ, nếu như đồng nghiệp vốn cũng tính sách nói. Khi nàng mỗi ngày vuốt ve sách, cũng xác thực không chỉ 20 năm. Cùng ngươi nói không nguyên nhân khác. Thằng bé trai nói, ta cũng một chút cũng không tịch mịch. Mộ nhạc. Nhưng không phải là không người tán dốc tịch mịch sao? Ngươi như vậy lợi hại. Mộ nhạc hỏi hắn, có thể để cho ta học tinh cầu này ngôn ngữ sao ta bây giờ thật là khó nga mỗi ngày cái gì cũng nghe không hiểu thằng bé trai giơ lên đầu đương nhiên có thể được rồi mộ nhạc cảm động cực kỳ một giây kế tiếp liền nghe thấy thằng bé trai nói vậy chúng ta liền từ tinh tế ngữ hợp lại âm bắt đầu học đi mộ nhạc cảm động lập tức tiêu mất không cái loại đó ma pháp sao mộ nhạc hạ thấp giọng đều có ma pháp tiểu tinh linh lại không có ma pháp sao yêu linh đỏ mặt ấp úng ma pháp gì tiểu tinh linh người ta mới không phải mộ nhạc che mặt nàng thật sự là không nghĩ lại học tập một cửa mới ngữ ngôn mộ nhạc tự nhận ngôn ngữ ngày phú không tính là đặc biệt cao nguyên lai trên địa cầu sinh hoạt thời điểm học ngôn ngữ thật là chi quá nhiều thời gian nàng đã từng tiêu phí rất nhiều ngoài giờ học thời gian học tập tiếng nhật học sau này sẽ đi gặm cái loại đó còn không có phiên dịch đồng nghiệp vốn, thật nhanh vui vẻ. Sau đó lại vì lên lớp, vắt hết ốc học tiếng Anh. Mãi đến thi đại học lúc ghi tên, mới biết thi đại học lại còn có thể chọn tiếng Nhật. Loại này trải qua bảo mộ nhạc đối với ngôn ngữ học tập có bóng ma trong lòng. Dù sao cũng chính ngươi cũng không có chuyện gì khác làm. Thằng bé trai ở trong sách giữa ngồi xếp bằng xuống, học thêm chút đồ chung quy không phải chuyện gì xấu mà mộ nhạc ô được rồi được rồi dù sao cũng chính cái này cũng không dùng thi thí không muốn học thời điểm vứt bỏ liền tốt lắm mà mộ nhạc suy nghĩ một chút đối thằng bé trai nói nhưng là quyển sách này không phải ta chờ lát nữa liền muốn trả lại vậy ngươi cùng ta ký kết khế ước đi thằng bé trai lại đứng lên mặc dù yêu linh là thú nhân phục vụ nhưng là loài người hẳn cũng kém không nhiều lắm Mộ nhạc Ký kết khế ước Cũng cảm giác là một kiện rất thua thiệt chuyện A. À. Bên này hai chỉ người bạn nhỏ lẩm nhẩm lầm nhầm mà thương lượng xong bọn họ, khế ước, bên kia đại nhân cũng đã nói xong chuyện. Mộ nhạc cùng tiểu yêu linh ngón trỏ điểm chung một chỗ, ký kết khế ước sau này, sẽ để cho yêu linh trước trốn vào nàng bên phải, tay trong. Nàng nhìn thấy cố minh nguyên triều nàng đi tới, ngoan đúng dịp đem trong tay sách ở trước mặt trên bàn uống trà nhỏ cất xong, Bản thân cũng từ trên ghế salon nhảy xuống, lộc cộc chạy đến Cố Minh Nguyên bên người, chỉ ra tay nhỏ bé chủ động đi kéo hắn tay. Cố Minh Nguyên chẳng qua là sửng sốt một chút, ngón út liền bị người cho kéo lại. Hắn cúi đầu xuống, biểu tình trên mặt không quá rõ ràng nhu hòa xuống, giọng ôn tồn hỏi: "Muốn về nhà?" Mộ Nhạc nghe không hiểu, không thể làm gì khác hơn là hướng hắn cười ngây ngô. Dù sao cũng chính loài người nuôi sủng vật thời điểm cùng sủng vật nói, cũng chưa từng nghĩ sủng vật có thể trở về một câu gì. Cố Minh Uyên cùng lộ giáo sư nói chia tay, dắt người bạn nhỏ về nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, khổng tức tiên sinh lại tới thăm bọn họ. Chỉ bất quá lần này là cố Minh Uyên chủ động cầu cứu, mời khổng tức tiên sinh tới giúp. Khổng hạt an lúc đi vào, sau lưng còn đi theo một đặc biệt cao lớn, một khoảng chừng cây cỏ phát đàn ông trung niên. Hắn tướng mạo rất ôn hòa, nhìn cũng không phải là thường đôn hậu biết điều, trên đầu đỉnh một đôi tròn trịa tai. Mộ nhạc suy đoán hắn có thể là chỉ gấu. Nàng đã đoán đúng. Bách nghiên là một con gấu nâu. Hắn tính khí rất tốt, không lạnh không nóng mà cùng cố minh viên chào hỏi. Vị này là thầy Bách, ngươi hẳn biết. Khổng hạt an hướng về phía cố minh viên giới thiệu. Em trai ngươi năm thứ nhất thời điểm cũng là hắn mang ban. Bách nghiên dừng lại không tới một giây, liền lập tức nhớ lại. A, à, ngài là Cố Minh Châu ca ca. Cố Minh Nguyên gật đầu. Em trai ta rất thích ngài. Quá khen. Bách Nghiên thật thà mà cười nói, ngài em trai quá thông minh, các thầy giáo cũng đều rất thích hắn. Mấy đại nhân hàng huyên nửa ngày mới nói đến chính sự. Cố Minh Nguyên đem núp ở sau lưng hắn mộ nhạc kéo ra ngoài một chút giới thiệu. Nhà chúng ta đứa bé muốn mời thầy Bách nhìn một chút nàng có thể hay không đi ấu thú vườn mộ nhạc từ sau lưng hắn lộ ra nửa cái đầu nhìn bách nghiêng cố minh nguyên định chế sừng rồng đã làm xong khuôn trước đưa một đôi dùng thử hóa trang tới cùng trước kia tai mèo giống nhau là trực tiếp đội lên đầu nàng bây giờ nhìn đi lên giống như một ấu thú vườn đến tuổi học sinh chủng tộc là cổ đại rồng một loại kia trước khi tới khổng tiên sinh đã nói qua tình huống rồi không có vấn đề Bách Nhiên cười híp mắt nói, người bạn nhỏ có phải không có chút mắc cỡ? Mộ nhạc nghe hiểu, mắc cỡ, cái này từ đơn, ngoan ngoãn gật đầu. Nàng nhìn thấy Bách Nhiên từ bản thân trong túi móc ra một nhỏ máy, làm việc một lần sau này, máy triển mở một cái màn ảnh. Lại là một phần bài thi. Mộ nhạc đã học được tinh cầu này con số lối viết, rất dễ dàng nhìn ra đây là một phần bài thi số học. Hơn nửa bài thi tất cả đều là trong phạm vi 10 phép cộng trừ. Mộ nhạc. Cảm giác bản thân chỉ số thông minh bị làm nhục. Nàng ngồi ở bàn bên cạnh làm bài thi, bách nghiêng ngay ở bên cạnh bồi nàng. Mộ nhạc không phát hiện, ở nàng nhận nghiêm túc thật viết trong phạm vi 10 phép cộng trừ thì, cố minh viên cùng khổng hạt an lặng lẽ lui ra ngoài. Đi ra khỏi phòng cửa, cố minh viên lo âu cơ hồ muốn viết ở trên mặt. Khổng hạt an quơ quơ bản thân đuôi, cười nói lần đầu tiên nghe nói có người muốn đưa bản thân sủng vật đi học, nhiều mới mẻ đâu. Nếu như chẳng qua là khảo sát định đoạt năng lực, cố minh viên tùy tiện tìm điểm đề mục cho mộ nhạc làm là được. Làm đề mục ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là tìm thầy trả lời, cùng mộ nhạc tiếp xúc một chút. Ngoài mặt là mời thầy tới giúp đỡ đánh giá, mộ nhạc có thích hợp hay không đi trường học lên lớp. Tình huống thực tế nhưng là, nhìn một chút mộ nhạc có thể hay không tiếp nhận một xa lạ thầy. Cho nên hắn cùng khổng hạt an mới sẽ lui ra ngoài. Đem bách nghiên cùng mộ nhạc đơn độc lưu ở bên trong phòng. Nếu như nàng sợ hoặc không muốn, cố minh nguyên liền sẽ lập tức bỏ đi đưa nàng đi học ngẫm nghĩ. Đừng lo lắng, bách nghiên là lão sư rất tốt, học kỳ 2 chính là ta biểu đệ chủ nhiệm lớp. Khổng hạt an định an ủi cố minh nguyên, chỉ tiếc chúng ta đều không có quen biết, ấu thú vườn hoặc tiểu học thầy trung học năm thứ nhất đã là thấp nhất. Hai đại nhân như là thủ ở trọng chứng bên ngoài phòng giải phẫu giống nhau sốt ruột bất an. Bọn họ không nghĩ tới là, trong phòng đứa bé một chút xíu cũng không sợ. Không chỉ không sợ, còn khó khăn dùng bản thân mới vừa học được mấy từ đơn, cùng gấu nâu lão sư. Trò chuyện tự nhiên. Tác giả có lời muốn nói. Cố Minh Uyên. Không được học cũng được. Mộ nhạc, đã vụng trộn bắt đầu học. Từ bây giờ nhắc tới tiểu thí hài, sau cũng có thể là nhạc nhạc bạn học Nga. Chương 8 Bài thi số học Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bách nghiên thầy từ trong phòng sau khi đi ra, cũng không có đợi thêm, cùng hai người nói đừng sau này rời đi. Ngày đó bữa trưa, mộ nhạc là cùng cố minh nguyên, khổng hạt an hai người ăn chung. Trải qua đây hai ngày cẩn thận xem xét, mộ nhạc phát hiện cố minh nguyên trong nhà người máy có ba con một con là phụ trách chạy chân, bật mở điện, tu sửa đồ vân 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 vân. Có thể bị gọi là gia đình quản gia, người máy nhỏ. Chính là ban đầu mộ nhạc nhìn thấy, lớn lên giống thùng rác kia. Một con khác là đóng quân ở phòng bếp, sẽ không khắp nơi chạy động, đặc biệt phụ trách nấu cơm, rửa chén. Còn có một con cùng quản gia người máy giống nhau chạy loạn khắp nơi, nhưng là phụ trách toàn bộ nhà vệ sinh công việc. Tóm lại đều là người lười thực dụng là được phòng bếp kia cái người máy, nấu cơm mặc dù không thể nói có bao nhiêu ăn ngon, nhưng đều ở đây đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên. Nó sẽ thống kê trong nhà còn thừa lại nguyên liệu nấu ăn, cho ra có thể làm thực đơn, truyền vào cho quản gia người máy, lại do quản gia người máy phát đưa cho nhà chủ nhân. Bởi vì quản gia người máy cùng máy tính quan tử phần mềm trực tiếp nối liền, cho nên cũng có thể trực tiếp ở máy tính quan tử đi lên được chọn món ăn. Cố Minh Nguyên cùng Khổng Hạc An liền ngồi ở phòng khách ghế sofa cùng nhau chọn món ăn. Hai người cũng đầu rất cao, ngồi ở ghế sofa thì chân dài đưa ra thật xa. Mộ nhạc một nhỏ lùng, một mặt tò mò tiến tới. Trong nháy mắt cảm giác bản thân tự hồ cả người cũng không có ai nhà chân dài. Cái này không trọng yếu. Mộ nhạc thò đầu nhìn một cái. Tinh tế ngữ cực kỳ phức tạp, nhưng nó tổng thể ngữ pháp cùng tiếng trung xê xích không nhiều, học ghép vần sau này, mộ nhạc cũng biết rất nhiều thường gặp từ đơn. Nàng tiến tới Cố Minh Nguyên bên cạnh, ở Cố Minh Nguyên lật xem thực đơn thời điểm, bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái trong đó thức ăn. Cái này. Hai người đàn ông đồng thời một trận. Ta, nghĩ ăn cái này. Mộ nhạc nói ra một câu cực kỳ tiêu chuẩn ngắn ngữ. Hai người đàn ông cũng cứng lại. Nhà ngươi đứa trẻ năng lực học tập thật là mạnh. Khổng hạt an lúng túng nói, mới vừa bách nghiêng trước khi đi nói câu nói kia không phải là đùa cố minh uyên nhìn chăm chú mộ nhạc trên mặt nhìn không tới biểu tình gì mộ nhạc nàng nói không đúng tiêu chuẩn sao bọn họ làm sao đều không phản ứng đâu mộ nhạc bản thân thò tay đi chọc một chút trong thực đơn xác nhận kiện nàng cùng bách nghiêng thầy nói chuyện trời đất thời điểm cũng không nghĩ tới bản thân chỉ số thông minh đánh giá đột nhiên lớn biên độ tăng cao Lúc trước thầy chỉ nói nàng là nhà trẻ tiêu chuẩn. Còn Bách Nghiên trước khi đi, chính là đối cố Minh Nguyên cùng Khổng Hạc An nói, đứa trẻ này mặc dù biểu đạt năng lực còn không có như vậy rõ ràng, nhưng là toán học ngày phú rất cao. Mang tới đề mục rất nhanh đã làm xong, sau đó còn ra mấy cái tiểu học toán học đề, cũng còn được rất nhanh. Nghe nói loài người làm toán học đề rất lợi hại, nguyên lai là thật. Cố Minh Nguyên thực đơn đặt ở mộ nhạc trước mặt mặc cho nàng dựa vào bản thân yêu tốt gọi vài món thức ăn sau đó mới cầm về cùng khổng hạt an cùng nhau gọi thức ăn cơm nước xong mộ nhạc nhàn rỗi không chuyện gì định tìm chỗ trốn cùng tiểu yêu linh lại học một chút ngôn ngữ kết quả nàng chạy đến cố minh uyên công tác trong thư phòng còn chưa kịp tìm một xó xỉnh trốn đã nhìn thấy cố minh uyên đi theo nàng phía sau đi vào mộ nhạc làm sao rồi câu này không quan trọng Dứt khoát sẽ dùng tiếng trung nói, Cố Minh Uyên nghe không hiểu. Hắn đứng ở mộ nhạc trước mặt, trở tay móc ra một phần tiểu học toán học khảo sát đề. Mộ nhạc. Được rồi, vẫn là phải làm bài thi sao? Nàng nhận lấy Cố Minh Uyên trong tay nhỏ máy, tìm một thoải mái cái ghế ngồi xuống, bắt đầu ở trong màn ảnh mặt viết viết vẽ vẽ. Phần này bài thi làm vô cùng đơn giản, không tới 10 phút liền viết xong. Mộ nhạc viết xong mới nhìn một cái phía trên tựa đề phát hiện đây là tiểu học năm thứ nhất bài thi. Nàng làm xong giao cho Cố Minh Uyên, ngước đầu nhìn hắn, nháy một đôi tròn vo mắt to, mặt đầy mong đợi. Có khen thưởng sao? Khen thưởng, lễ vật, tiền. Những thứ này từ là mộ nhạc nhất học trước từ đơn. Không nghĩ tới đi dị giới người, loài người chính là loại này vật chất sinh vật. Mộ nhạc cười hì hì nhìn Cố Minh Uyên. Cố Minh Uyên yên lặng mấy giây, quay đầu đi mộ nhạc hắn không lên tiếng chẳng qua là mím môi đem phần này bài thi đóng kín tiếp ở trong màn ảnh điều ra một phần tiểu học năm thứ ba bài thi số học mộ nhạc đây chính là ngươi khen thưởng là ta nói sai từ đơn vậy thì các ngươi động vật thế giới đối khen thưởng có cái gì hiểu lầm sao mộ nhạc cắn răng đem bài thi nhận lấy làm đề trước lại nghiêng đầu nhìn cố minh uyên một cái lần nữa xác nhận có khen thưởng sao có. Cố Minh Uyên không nhịn được, đưa tay sờ đầu của cô ấy một cái, làm xong thì có. Mộ nhạc lại bị hắn xoa được lão đảo. Nàng quyết định bất kể Cố Minh Uyên cho nàng tưởng thưởng gì, nàng cũng sẽ giơ lên hai ngón tay nói một tiếng, gấp đôi. Năm thứ ba bài thi không còn là đơn giản toán học đề, biến thành rất nhiều ứng dụng đề. Ứng dụng đề mà, chính là có rất nhiều cũng không có gì công dụng vô ích, còn có cái gì tiểu minh tiểu hồng những người này người ở tinh tế ngữ bên trong làm sao biểu đạt mộ nhạc vốn là không biết ứng dụng đề đề một lại thúi lại lớn mộ nhạc chỉ có thể bằng vào bản thân đối toán học đây môn khoa hiểu biết cố gắng gom góp một chút đề mục ý tứ lại căn cứ đề mục trong con số tới hàng thức tinh tế ngữ lối viết nàng cũng là vừa mới bắt đầu học cùng nói nó là viết không bằng nói là dựa theo vẽ viết ra xiên xẹo thật đúng là như mới vừa nhập học tiểu học học sinh lúc này đề mục làm nửa giờ cố minh uyên cũng rất kiên nhẫn ở bên cạnh nhìn nửa giờ mộ nhạc làm xong đề mục đem nhỏ máy trả lại cho hắn nàng chợt nhớ tới mình trước kia cũng sẽ ở mạng lục soát gấu trúc video sau đó nhìn gấu trúc ăn uống cây trúc thậm chí nhìn gấu trúc ngẩng người đây nhìn một cái cũng có thể nhìn nửa giờ loài người chính là loại này nhàm chán sinh vật hình người động vật cũng vậy sao cố minh uyên lấy lại bài thi một bên kiểm tra mộ nhạc làm đề mục, một bên liếc nàng một cái. Hắn lại nhìn thấy mộ nhạc ngước đầu, mặt đầy mong đợi nhìn hắn. Cố Minh Uyên. Vẫn là không có nhịn được, rảnh tay tới vương tay trái ra đi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bé con đầu. Lúc này động tác so với trước đó còn phải càng cẩn thận một chút, mộ nhạc không lại bị hắn xoa được tiền ngưỡng hậu hợp, rốt cục thì ổn định người. Cố Minh Uyên một cái tay xoa mộ nhạc, một cái tay đi điểm bài thi đề mục. Bé con làm nhìn khó khăn, nhưng mỗi điều đề mục đều là đúng. Hắn nhìn xong bài thi, ngón trỏ chọc hạ Mộ Nhạc gương mặt. Làm rất giỏi. Hì hì. Mộ Nhạc thuận thuận mình bị xoa loạn tóc, khen thưởng. Cố Minh Uyên suy nghĩ một chút, cúi đầu hỏi nàng. Có cái gì nghĩ muốn sao? Mộ Nhạc chán nha. Nàng còn không có học qua như vậy phức tạp gì câu. Bây giờ sẽ nói, lại thật nghĩ muốn. Đại khái cũng chỉ có tiền đi. Nhưng là trực tiếp như vậy nói có đúng hay không có chút không tốt lắm. Lúc này, lại không thể làm Cố Minh Nguyên mặt đi cầu giúp Yêu Linh. Mộ Nhạc tâm tình cực kỳ phức tạp, càng nghĩ càng nóng lòng. Cố Minh Nguyên nhìn ra nàng muốn nói cái gì lại không nói được hình dáng. Chờ, chờ một chút. Mộ Nhạc gấp đến độ kéo lại Cố Minh Nguyên ngón tay, "Chờ ta suy nghĩ một chút." Cố Minh Nguyên chậm lại thanh âm, Tốt. Hắn thanh âm vốn là thấp, mặt dáng dấp cũng không ôn hòa. Vào giờ phút này mặt không cảm giác lại hạ thấp giọng dáng vẻ, cực kỳ giống đang tức giận. Mộ Nhạc. "Quy a à quy, ta chính là nói phải suy nghĩ một chút mà thôi, hắn làm gì uy hiếp ta nha." Mộ Nhạc vừa vội vừa ủy khuất, ánh mắt đều đỏ. Cố Minh Nguyên đau lòng không được, lại không biết nên làm cái gì. Hắn thậm chí không biết bản thân nói nói mộ nhạc có mấy câu có thể nghe hiểu buổi tối hôm đó cố minh viên tìm quen biết bằng hữu cho mộ nhạc an bài thân phận mới cũng ghi tên nhà lân cận một khu nhà tiểu học nhập học kiểm tra muốn không nên để cho mộ nhạc đi học là hắn đây hai ngày tới nay liên tục đang do dự chuyện chiều hôm đó coi như hắn phát hiện mộ nhạc nghĩ đối hắn nói nhưng không biết nên làm sao biểu đạt thì coi như hắn muốn an ủi mộ nhạc nhưng không nghĩ ra đơn giản dễ hiểu nói thì Cố Minh Uyên rốt cuộc làm ra quyết định. Mộ Nhạc còn không biết chuyện này. Nàng chỉ cảm thấy bản thân tới tay khen thưởng bay đi, nhất định chính là bỏ lỡ 100 triệu. Vì thế, nàng buổi tối hôm đó núp ở nhà vệ sinh trong, kéo yêu linh học rất nhiều từ đơn. Cái gì ăn ngon, chuyện đùa, quần áo mới, người máy, thổ địa bất động sản. 2 Mặc dù không thấy Cố Minh Nguyên thật sẽ đưa một căn hộ cho nàng, nhưng mơ ước chung quy là phải có mà. Ít nhất, lớn như vậy nhà, phân một căn phòng đơn độc cho nàng cũng được nha. Vì đòi bản thân tính khí không tốt, chủ nhân vui vẻ, cũng vì tranh cãi nữa lấy mình một chút bỏ lỡ, khen thưởng. Mộ nhạc dùng Cố Minh Nguyên cho nàng làm đề thi kia nhỏ máy, ở trong màn ảnh bài thi trống không chỗ, vẽ hai tiểu nhân. Một đầu rất nhỏ, y phục váy, tóc dài phất phới ánh mắt vẽ thành ngôi sao khắc đầu cao lớn trên đầu đỉnh một đôi sừng rồng trong tay còn lấy một món lễ vật hộp hình dáng đồ bên cạnh viết xiên xẹo tinh tế ngữ ngươi đưa cái gì đều thích ho khang một cái hai muốn khen thưởng muốn đến nước này nhìn thật giống như có điểm không biết xấu hổ nhưng nàng giàu gì cũng bỏ ra sức lao động chính là bức họa kia dù sao cũng chính nàng nguyên lai ở địa cầu thời điểm coi như là vẽ một chút loại này quy bản tiểu nhân cũng là đáng tiền nha chân con mũi cũng là chân mà sinh hoạt không dễ đa tài đa nghệ cố minh nguyên nhìn thấy bức họa kia lúc bên ngoài kinh ngạc mộ nhạc là thừa dịp hắn đi tắm rửa thời điểm đặt ở hắn trên tủ ở đầu giường chờ hắn tắm xong đi ra mộ nhạc đã ngủ lại là một loài người em bé ngủ rất say nàng chăn nuôi viên nhưng bởi vì mua online còn mất ngủ ban đêm chăn nuôi viên tiên sinh cả đêm mua một bộ biết vẽ dụng cụ. Tác giả có lời muốn nói. Cố Minh Uyên. Tiểu hài này quá ngoan. Mộ nhạc. Đây rồng quá giữ quy a à quy Cố Minh Uyên. Chương 9. Có thích hay không? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cái thời đại này biết vẽ dụng cụ, không chỉ có thể dùng quan tiếp xúc bút ở trong màn ảnh tiến hành mặt phẳng vẽ, cũng có thể ở lập thể bên trong không gian tiến hành ba dê vẽ đeo mắt kiến lên sau này sử dụng đồng bộ máy liền có thể như bút thần mã lương giống nhau trực tiếp ở hiện thực không gian coi như vẽ ra vật mình muốn loại này dụng cụ mộ nhạc trên địa cầu chỉ thấy qua tương tự khái niệm quảng cáo hành tinh khoa học kỹ thuật trước vào cả bộ dụng cụ cũng càng xinh xắn liền mang theo làm việc lên cũng càng đơn giản hơn mộ nhạc vừa mới bắt đầu còn không nhận ra được chỉ cho là cái gì ly kỳ cổ quái đồ chơi cũng có thể là nàng nghĩ muốn người máy sau đó nàng mang dụng cụ trốn bảo yêu linh cho nàng phiên dịch ra bọc hộp chữ viết mộ nhạc mới biết đây là cái thứ gì nàng vô cùng vui vẻ lúc này sử dụng bộ này hội họa dụng cụ mở ra xe bởi vì nàng đang vẽ đồ chỉ có giống vậy đeo mắt kiến người mới có thể nhìn thấy cho nên mộ nhạc hết sức to gan trực tiếp bắt đầu vô căn cứ vẽ ra hai cổ thân thể đường viền một bên lần mò hội họa một bên suy xét thích hợp tư thế vẽ đến một nửa còn có thể kịp thời bảo tồn thậm chí có thể cho tồn tốt trên văn kiện khóa đây quả thực là tự tiêu khiển lái xe thần khí mộ nhạc ông nàng thân ái bút vẽ cảm động nói ta yêu tinh tế thời đại ngươi vẽ cái gì yêu linh ngồi ở nàng sừng nghẹo đầu tò mò hỏi nàng Mộ nhạc. Bu cơ, người yêu linh tuổi đổi tính người lớn loại là mấy tuổi? Phần lớn yêu linh đều không có tên, chỉ có cùng thú nhân ký kết khế ước sau này, mới có thể do thú nhân cho bọn họ đặt tên. Mộ nhạc cho yêu linh đặt tên thì trộn lười, trực tiếp lấy từ bút hài âm. Dù sao cũng ký túc sách vở yêu linh mà. 10, 16, 17 tuổi đi. Bu cơ suy nghĩ một chút nói, ta đã sớm không nhớ rõ. Hỏi cái này làm gì? Thật ra thì hắn nhớ. Là 12 tuổi. Nhưng hắn ở trong sách đã ngủ say hơn 100 năm, làm sao không biết thẹn thừa nhận bản thân vẫn còn đứa bé. Mộ nhạc về đặt đêm họa cụ thu cất. Vậy ta không thể nói cho ngươi, ngươi còn chưa trưởng thành đâu. Bu cơ. Ngươi đã nói ra. Ngươi đang vẽ người trưởng thành đồ, phải không? Còn nhỏ tuổi, không cần nhớ những thứ kia bề ngoài chỉ có tám chín tuổi mộ nhạc sát có cái đó chuyện mà dạy dỗ hắn ta mới không lại gì nghĩ loại đồ vật này bu cơ nói ngươi biết không cố minh uyên hôm nay mang về một phần hiệp nghị mộ nhạc cái gì bu cơ nói đúng tiếng trung vẫn còn tinh tế ngữ cố minh uyên là ý gì cố minh uyên a bu cơ đứng ở nàng giả long sừng thẳng dậm chân chính là ngươi chăn nuôi viên mộ nhạc nha. Nguyên lai like hắn kêu cố minh viên nha. Bu cơ hận thiết bất thành cương. Ngươi bao nhiêu cũng quan tâm một chút chúng ta kim chủ ba. Chúng ta. Đây một chút mộ nhạc lúc trước cũng đã nghe nói. Coi như yêu linh với ai gia hạn khế ước, liền cùng người đó là trên một sợi dây châu chấu. Tự nhiên vinh nhục cùng chung. Còn mộ nhạc đang học thời điểm, coi như ký túc ở sách vở yêu linh, Bu cơ cũng có thể từ nàng nơi này hấp thu được sinh tồn lực yêu linh sống nhờ vạn vật không ký kết khế ước thời điểm chỉ có thể ký túc ở cố định đồ phía trên ký kết khế ước sau khi rời đi chính là có thể ký túc cùng bọn họ khế ước người nhất gần sát vật phẩm tỷ như mộ nhạc trước lỗ tai mèo cùng bây giờ giả long sừng chỉ có từ khế ước người đây lấy được đầy đủ sinh tồn lực yêu linh mới có thể ngắn ngủi rời khỏi bản thân ký túc vật phẩm Đi ra ngoài khắp nơi đi dạo một vòng. Bu cơ có thể giống như bây giờ, đứng ở mộ nhạc sừng khoa tay múa chân. Cũng hoàn toàn là bởi vì mộ nhạc gần đây học tập cực kỳ chăm chỉ. Kim chủ ba cái từ này, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Mộ nhạc thầm nghĩ. Hoặc là giống như nàng vừa cơm cho cố minh viên làm quảng cáo. Hoặc là giống như một loại không quá sức khỏe cũng không làm sao hợp pháp không đứng đắn quan hệ. Chăn nuôi viên liền tốt vô cùng mộ nhạc nói, cho nên, cố minh viên. Chúng ta chăn nuôi viên tiên sinh. Mang hiệp nghị gì trả lời? Nàng nghĩ trong nháy mắt, sắc mặt nhất thời thật không tốt. Chẳng lẽ là kết hôn hiệp nghị sao? Liền nàng mấy ngày này xem xét, có thể phát hiện, cố minh viên nhất định là một cái bá chủ chung quy hoặc quý tộc. Loại thân phận này người, có buôn bán đám hỏi, đột nhiên mang lão bà trả lời, thật giống như cũng không phải chuyện kỳ quái gì vạn nhất hắn lão bà không thích loài người loại này sủng vật chúng ta ngày tốt muốn chấm dứt sao mộ nhạc thở dài một hơi bu cơ một phó tiểu đại nhân dáng vẻ cho nên ta kêu ngươi thiếu nhìn một ít kỳ quái người lớn câu chuyện mộ nhạc không người lớn câu chuyện không phải cái ý này bu cơ vung tay lên ở nàng trước mặt phù không xuất hiện một mảnh rậm rạp chằng chịt tinh tế ngữ hắn lại phất phất tay tinh tế ngữ lập tức biến thành tiếng trung mộ nhạc kinh ngạc ngươi nói sớm có loại chức năng này ta còn học tinh tế gì ngữ nha ngươi nhìn kỹ bu cơ nói mộ nhạc nhìn kỹ trước mắt chữ viết phát hiện lại là một phần giữ bí mật hiệp nghị lui về phía sau nửa nhìn tiếp theo giữ bí mật hiệp nghị là một phần nhập học báo cáo mộ nhạc hắn muốn cho ta đi học hay là đi thú nhân trường học trên thế giới nơi nào có người sẽ đem mình sủng vật đưa tới trường học trong đi. Bu cơ thanh âm có chút trì nghi. Ngươi không thích trường học sao? Mộ nhạc lắc đầu một cái. Thật vất vả thi lên đại học, thi lên lớp thi lấy bằng, thi như vậy nhiều năm. Trừ những thứ kia chân chính nhiệt thích học tập hoặc công việc nghiên cứu khoa học học bá, ai lại sẽ thích trường học đâu? Bu cơ tỏ vẻ có chút thất lạc. Nhưng là ngươi phải không ngừng học tập, ta mới có thể đạt được năng lượng. Đây là chúng ta ban đầu liền nói xong. Hắn nói rất chậm. Chẳng qua là thất lạc, lại không có bất luận cái gì cưỡng bách ý. Mộ nhạc từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng. Nghe bu cơ cái loại đó ngữ khí, nàng rất khó nói sau ra cái gì cự tuyệt. Cái này cũng liền, tiểu học mà thôi rồi. Mộ nhạc dù sao cũng tới an ủi hắn nói, rất đơn giản, ta không có không thích hơn nữa nàng chăn nuôi viên đều đã quyết định. Nàng nơi nào còn có quyền gì nói, không, đâu. Mộ nhạc ôm loại này nhận mệnh ý tưởng, thu thập xong cố minh viên đưa cho nàng lễ vật. Nàng nhận được lễ vật, lại không có bản thân căn phòng. Chỉ có thể đem bộ này hội họa dụng cụ, nhét vào bản thân ổ nhỏ bên trong. Mộ nhạc thật sự là quá thích nó, hận không được chậm nó ngủ. Nàng nhét vào đồ thời điểm, cố minh viên vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Hắn trơ mắt nhìn bé con đem hắn đưa đồ giấu vào ổ nhỏ tận cùng bên trong, cực kỳ quý trọng dáng vẻ. Lại thấy có chút ghen tị. Cố Minh Uyên rủ mắt, thanh âm bình tĩnh. Thích không? Mộ nhạc vừa nghiêng đầu, ánh mắt vừa vặn đụng Cố Minh Uyên eo. Hắn mang một kiện màu đen áo thun, cổ treo một cái khăn lông, tóc ướt nhẹp, trên người tựa như còn hơi bốc hơi nóng. Có mồ hôi theo hắn cổ lăn xuống tới, vạch qua xương quai xanh, theo bắp thịt ngực đường công dần dần không nhìn thấy vào cổ áo bên trong. Mộ nhạc. Đây là cái gì hình ảnh? Cũng quá màu tức giận. Đại khái là vóc người đẹp người làm gì cũng gợi cảm đi. Cố Minh Nguyên mới vừa đi trên lầu tập thể dục xuống. Nghỉ phép khoảng thời gian này, lượng vận động quả thực không đủ, bảo hắn thấy có chút khó chịu. Hắn tiện tay lấy đeo trên cổ khăn lông trắng như tuyết lau mồ hôi, sắc bén ánh nhìn nhìn chầm chầm mộ nhạc nhìn thấy mộ nhạc hoảng hốt lại chần chờ dáng vẻ, ánh mắt trầm hơn. Có thích hay không? Tại sao không trở về đáp? Cổ đại rồng loại sinh vật này là có đem thích đồ giấu ở bên cạnh thói quen. Bọn họ sẽ đem nhất kim quang lấp lánh bảo vật xếp thành một tòa núi nhỏ, bản thân hãy ngủ ở chỗ này ngọn núi. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Mộ nhạc động tác, ở cố minh nguyên nhìn tới, chính là ở dấu báu vật lần đầu tiên nhìn thấy nàng đối cái gì như vậy để tâm hắn rất không vui coi như là hắn đưa cũng không được còn đang nhìn mảnh nam vóc người đẹp mộ nhạc cái gì thích thích gì thích vóc người của hắn sao hắn cốt lẳng lơ a à. mộ nhạc mặt lập tức đỏ nàng nhìn chung quanh thật lâu mới chậm rãi nói cái cái gì có thích hay không cố minh nguyên nghe nàng cái loại đó thanh âm yếu ớt lập tức cái gì khí cũng không có. Ghen tị cái gì nha? Hắn tặng lễ vật mà thôi. Đây chỉ bé con còn toàn bộ đều là hắn đâu. Quảng nàng ẩn giấu cái gì đồ ở trong ổ, hắn liền người mang ổ cùng nhau đặt ở bản thân trong sơn động giấu kỹ không được sao. Hắn đến gần một chút, ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc tiểu cô nương béo mập gò má, thanh âm chậm lại một ít. Nghe không hiểu. Mộ nhạc. Nghe hiểu ngươi quá rối loạn nàng lui về phía sau nửa bước nhỏ giọng nói ngươi đều là mồ hôi phải đi tắm rửa nàng nói thanh âm của câu nói này thật sự là quá nhỏ cố minh nguyên chỉ có thể mơ hồ nghe bên trong mấy từ đơn hắn động tác dừng lại một chút chậm rãi lặp lại tắm rửa mộ nhạc gật đầu một cái nàng nhìn thấy cố minh nguyên chần chờ dáng vẻ còn đang suy nghĩ có phải không bản thân nói quá trực tiếp thật giống như ở chê hắn đã kích lòng tự ái của hắn cố minh uyên không trả lời hắn đứng lên lấy ra bản thân máy tính quang tử phát tin tức cho sủng vật thầy thuốc mộ nhạc nhìn thấy hắn đột nhiên bắt đầu cho người phát tin tức cảm giác có chút mộng cố minh uyên một bên phát tin tức vừa hướng nàng nói chờ một chút mộ nhạc ừ nàng không nhìn thấy cố minh uyên là cho sủng vật thầy thuốc phát tin tức hỏi hắn, loài người có thể hay không sử dụng thú nhân tắm dịch cùng rửa phát dịch? Có thể. Sủng vật thầy thuốc trở về rất mau. Nước ấm không nên quá cao, 42 độ C trên dưới. Cố Minh Nguyên nghĩ đến mộ nhạc đón về tới đã thứ ba ngày, nhưng còn không có tắm rửa, cũng rất áo não bản thân sơ sót. Hắn lại phát tin tức hỏi. Nhân loại bình thường bao lâu rửa một lần tắm? Gần đây mùa khô hanh, không tới mồ hôi nói một tuần hai đến ba lần liền có thể sủng vật thầy thuốc trả lời thật giống như hắn là người nào loại chăn nuôi chuyên gia. Cố Minh Viên hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cũng là tạm thời ở máy tính quan tử lục soát một tuần hai đến ba lần. Nói cách khác hai ba ngày một lần còn đang an toàn trong phạm vi. Cố Minh Nguyên nhẹ nhàng thở ra cúi đầu nhìn về phía bên cạnh bé con mở miệng nói đi thôi mang người đi tắm rửa mộ nhạc. Không phải, chờ một chút. Cái này thì mời tắm viên ương. Nguyên lai like mới vừa kia còn chưa phải là nhất lẳng lơ sao. Tác giả có lời muốn nói. Mộ nhạc. Ta sợ, ta mới 8 tuổi. Trên thực tế xe tuổi nghề đều không ngừng 8 năm đi. Chương 10 Giam ngươi nửa ngày Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Mộ nhạc hơi có vẻ hốt hoảng nhìn cố Minh Uyên. Cố Minh Viên triều nàng đưa tay ra, là một muốn kéo tay tay mời động tác. Đây hai ngày qua Mộ Nhạc đã hết sức quen thuộc, bình thường cũng sẽ ngoan ngoãn đem tay để lên. Lần này Mộ Nhạc dứt khoát trực tiếp đem hai cái tay cũng cổng lên sau lưng, để bày tỏ bản thân phản kháng. Chăn nuôi viên liền đàng hoàng làm chăn nuôi viên. Tại sao có thể thật đi kim chủ ba phương hướng phát triển đâu? Cố Minh Viên ngây ngẩn hạ, có động vật đúng là sợ nước coi như tiến hóa thành sinh vật có trí khôn cũng không thoát khỏi loại này bản năng cũng tỉ như lam mặt da mặc dù hắn không sợ nước nhưng hắn biểu tỷ lam liên liền còn cất giữ loại này bản năng mỗi lần tắm rửa đều cảm thấy bản thân thật giống như bị chết chìm không nguy hiểm cố minh nguyên an ủi mộ nhạc có ta ở mộ nhạc có ngươi ở mới nguy hiểm a nàng lại lui về phía sau hai bước Cố Minh Nguyên đến gần một bước, nàng liền lui về phía sau hai bước, một mực thối lui đến bản thân ổ nhỏ bên cạnh, sau lưng dựa sát vào vách tường. Cố Minh Nguyên đã dựa vào rất gần, lần nữa đối nàng đưa tay ra. Mộ nhạc không người một cái từ hắn cánh tay phía dưới chui ra ngoài, tiếp theo một đường chạy như điên, trực tiếp chui ra phòng ngủ. Chạy nhanh thì mang theo một trận gió, trong thoáng chốc cho nàng một loại ta chạy thật là nhanh ta đi nhanh như bay ảo giác. Cố Minh Nguyên cơ hồ không phí khí lực gì, liền theo sát ở nàng sau lưng. Mộ Nhạc một đường chạy như điên đến trong thư phòng, đang muốn xoay người đóng cửa, Cố Minh Nguyên một cái chân đã bước đi vào. Nàng nhất thời kinh hãi, xoay người chạy xa hơn. Chạy nhanh, Mộ Nhạc nhớ tới trong nhà mèo chủ tử, đã từng đối tắm rửa là biết bao kháng cự. Nhưng là, nàng hoảng thần nháy mắt, bị Cố Minh Nguyên nâng hai cái cánh tay giơ lên. Nhưng là mèo cũng không thể chạy ra khỏi loài người ma trưởng. Đối phương dáng người chiếm ưu. Coi như lấy ra móng vuốt tiến hành công kích, cũng chẳng qua là bị loài người dùng rửa mèo túi trang lên rửa thôi. Mộ nhạc chỉ có thể vứt bỏ chống cự. Cố Minh Nguyên đỡ nàng cánh tay phía dưới, đem nàng cả người cho dơ lên trời. Đừng sợ. Hắn đem mộ nhạc dơ kéo gần bản thân, một cái tay quay lại đi nâng nàng chân, tiếp như ôm đứa con nít tựa như đem nàng ôm vào trong lòng mộ nhạc nếu lấy hắn quần áo cổ áo, ủ rũ cúi đầu, rất bộ dáng đáng thương. Vĩ khuất ba ba, như ai khi dễ ngươi nàng tựa như. Còn quá đáng yêu. Cố Minh Nguyên lại không nhịn được, hắn dùng tay trái nâng mộ nhạc toàn bộ người, tay phải đưa qua đi, ngón trỏ điểm điểm chắp mũi của cô ấy. Mộ nhạc. Mặc dù ngươi động tác nhìn qua tình cảnh ấm áp phụ từ tử yêu, nhưng ngươi mục đích thật sự là quá rối loạn. Nàng núp ở cố minh Nguyên ngực, phát ra thanh âm vĩ khuất. Ô ô! Cố Minh Viên! Đây là cái gì tiếng kêu? Mộ nhạc ô ô ô một trận, phát hiện Cố Minh Viên cũng không có để ý nàng. Không chỉ không để ý nàng, còn tăng nhanh đi phòng tắm nhịp bước. Mộ nhạc khiếp sợ ngẩng đầu lên. Cảm giác được nàng động tác, Cố Minh Viên cũng cúi đầu xuống nhìn nàng. Hắn trong ánh mắt trước đó chưa từng có chứa đầy ôn nhu. Ngón tay lại mò tới mộ nhạc mặt bên, chọc chọc nàng mềm non trẻ sơ sinh mập. Ngoan. Mộ nhạc. Hắn là lấy nàng đang làm nũng sao. Là như vậy không sai, mèo chui vào nàng trong ngực ô lỗ lỗ gọi thời điểm, nàng cũng là như vậy đối với đợi mèo. Thậm chí còn thấy mèo nũng nịu dáng vẻ đáng yêu đến bảo người choáng ván. Mộ nhạc thấy bản thân muốn choáng ván. Nàng không biết làm sao cùng cố minh viên giải thích, nàng ý tứ là bảo cố minh viên bản thân đi tắm rửa, mà không phải là muốn cùng hắn tắm kiểu uyên ương. Nàng chẳng qua là một cô bé. Mộ nhạc thấy bản thân cần chống lại. Nàng ở cố minh uyên trên cánh tay dãy dụa, nhưng cố minh uyên cánh tay giống như là làm bằng sắt, mặt cô ấy làm sao vùng vẫy đều cơ hồ vẫn không nhúc nhích. Mộ nhạc giận đến đạp cố minh uyên cánh tay bò dậy. Lúc này cố minh uyên lại không dám lộn xộn, rất sợ sơ ý một chút bảo mộ nhạc té xuống hắn trên mặt thoáng qua mê mang cùng kinh hoảng. Mộ nhạc đạp hắn cánh tay, một cái tay bái ở hắn bả vai, liền muốn đi hắn trên bả vai ba. Cố Minh Nguyên muốn đi bắt nàng, nàng chợt lóe tránh, thiếu chút nữa tuột xuống. Kinh hoảng thất thố giữa, một cái tay bắt được Cố Minh Nguyên sừng rồng. Cố Minh Nguyên Mộ nhạc Không biết là không phải nàng ảo giác. Ở nàng bắt Cố Minh Nguyên sừng nháy mắt, Cố Minh Nguyên bất động. Mộ Nhạc nhân cơ hội gạt bỏ hắn sừng trực tiếp leo đến hắn trên bả vai đi. Cố Minh Nguyên. Mộ Nhạc thành công. Cười ở Cố Minh Nguyên cổ. Không khí một lần hết sức an tĩnh. Chạy là không chạy thoát, ở vị trí này ít nhất sẽ không bị bắt được. Mộ Nhạc đã rất thỏa mãn. Nàng thậm chí xoa xoa Cố Minh Nguyên tóc, vui vẻ đến. Ngoan. Không biết là không phải bị nàng hơi thở Cố Minh Nguyên để môi ho khan hai tiếng. Mộ nhạc tự hồ lại nhìn thấy hắn nói ra lửa nhỏ. Thật may, vị trí này, coi như hắn phun lửa cũng không sợ. Đối với cưỡi ở trên cổ mình tiểu nữ hài, Cố Minh Nguyên còn chưa kịp làm ra cái gì ứng đối biện pháp. Liền nghe thấy bản thân máy tính quan tử chấn động. Cố Minh Nguyên nhìn một cái nói chuyện điện thoại. Vừa lúc là sủng vật thầy thuốc gọi thông tới. Hắn trầm mặt nhận. Máy tính quang tử bắn ra một mảnh màn ảnh, Sủng Vật Thầy Thuốc mặt xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Sủng Vật Thầy Thuốc là một con thỏ. Hắn có trắng như tuyết tóc ngắn, hồng hồng ánh mắt, hai chỉ thật dài tai rủ xuống đầu hai bên. Vẫn còn chỉ tai cục thỏ. Mộ Nhạc nằm ở cố Minh Nguyên máy tính, tò mò nhìn trong màn ảnh Thầy Thuốc. Tai cục thỏ Thầy Thuốc kinh hoảng thất thố. Cố, Cố Cố Cố. Cố quân trưởng Cố Minh Nguyên điều chỉnh một chút ống kính, bảo khung ảnh dịch chuyển xuống dưới một chút. Mộ nhạc đầu lập tức tiêu mất ở trong hình. Là ta. Hắn sắc mặt âm chìm, ánh mắt lãnh duệ, có chuyện. Sủng vật thầy thuốc run run rẩy rẩy. Khi kia, kia, nhân loại kia. Là bé gái. Là. Thầy thuốc. Là, là như vậy. Ta lại tra cứu rất nhiều cổ thư, có dấu vết cho thấy. Người, loài người loại sinh vật này cũng phân là giới tính sử dụng cố minh uyên sử dụng cái gì thầy thuốc bị hắn hỏi bị sợ lại là run run một cái cố minh uyên mím môi nhìn càng mất hứng sủng vật thầy thuốc nghẹn ngào một tiếng khó khăn nói tiếp đúng vậy tắm tắm dịch tắm dịch cùng rửa phát dịch sủng vật thầy thuốc càng nói càng thuận loài người da cùng chúng ta thú gia người cao độ đến gần bất luận là từ đâu loại góc độ mà nói, tắm rửa cùng chúng ta hẳn cũng giống như nhau. Cố Minh Nguyên cao mày suy nghĩ sâu xa lên. Hắn thấy thầy thuốc nói đúng. Đây chỉ em bé yếu ớt lại xinh xắn, mặc dù nàng bây giờ cưỡi ở bản thân cổ, xác thực hẳn dùng những thứ kia tiểu cô nương dùng đồ. Rửa xong sau này càng trơn nhẵn thơm ngát. Cũng càng đáng yêu. Hiểu. Cố Minh Nguyên nói, cảm ơn. Sủng vật thầy thuốc hắn là ở nói cảm ơn sao? Tại sao hắn muốn cau mày nói, là ở châm chọc hắn xen vào việc của người khác sao? Tai cục thỏ thầy thuốc cau mũi một cái. Không, không quan hệ. Sủng vật của ngài sức khỏe liền tốt. Trảnh nói. Có, có, có. Có thể tới làm một toàn diện kiểm tra. Những lời này thật sự là quá khó khăn nói ra khỏi miệng. Ai dám tùy tiện mời một con lớn như vậy chỉ như vậy hung mảnh cổ rồng đến phòng mình trong tới đây. Hắn trời sinh là thuộc về chiến trường. Có thể mang nàng ra đi dạo một chút. Tai cục thỏ cố gắng nói ra một điều hòa câu. Nghe nói loài người sung đầy hiếu kỳ lòng cùng ham muốn tìm tòi. Loại thuyết pháp này cũng không coi vào đâu sai lầm. Cố Minh Nguyên gật đầu một cái, lại nói một lần cảm ơn, mới đem truyền tin cắt đứt. Mộ nhạc nằm ở hắn trên đầu, nhìn có chút hả hê nói. Chúng ta, không thể cùng tắm. Cố Minh Uyên. Ta là bé gái. Mộ nhạc nói, chúng ta, muốn tách ra. Cố Minh Uyên. Ngươi trước xuống, ta đi ra ngoài cho ngươi mua. Hắn ngồi sổng người xuống, bảo mộ nhạc từ hắn cổ trên dưới tới. Mộ nhạc ôm lấy hắn một cây sừng rồng không chịu buông tay. Giao ước. Không tắm rửa. Cố Minh Uyên miếm môi, quyết định lui về phía sau một bước hôm nay không rửa mộ nhạc vui vẻ mà từ hắn cổ trượt xuống nàng tin tưởng cố minh uyên là nói được là làm được người đây một chút từ thường ngày ở chung hoàn toàn có thể nhìn ra được cũng nhìn ra được cố minh uyên là nói làm liền làm người coi như hắn lão bà khẳng định hạnh phúc vừa cực khổ đi mộ nhạc xuống sau này vỗ tay một cái thần sắc phức tạp nhìn cố minh uyên một cái cố minh uyên tại sao cảm thấy đây chỉ em bé trong ánh mắt tràn đầy nào đó bảo người không nghĩ ra cứu già dặn cố minh uyên thật sâu nhìn nàng một cái nghịch ngợm giam ngươi nửa ngày mộ nhạc cố minh uyên nói xong lời này liền bản thân đi ra ngoài còn nhân tiện đem cửa thư phòng khóa lại mộ nhạc nhìn chăm chú cửa thư phòng chỉ ủy khuất một giây đồng hồ cố minh uyên mới vừa cả người làm mồ hôi nàng lại cùng hắn náo loạn nửa ngày luôn cảm giác mình trên người đều là Cố Minh Nguyên mùi vị. Cụ thể là mùi vị gì, không quá nói đi lên. Nếu không phải là nói, nhưng có thể đây chính là rồng mùi vị đi. Cố Minh Nguyên trong thư phòng cũng có phòng vệ sinh. Còn có một bộ ghế sofa, đối với mộ nhạc loại này dáng người mà nói chính là mấy cái giường. Cố Minh Nguyên cho tới bây giờ không cần nó. Người có tiền sinh hoạt chính là như vậy giản dị không màu mè, lại khô khan ở đâu cũng có thể tắm rửa, cũng ở đâu cũng có thể ngủ. Mộ nhạc bản thân đi tắm. Cố Minh Nguyên tắm đồ dùng mùi vị đều rất đạm, bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng lại tốt vô cùng ngửi. Trồng mùi vị, trong nhưng có thể cũng có một chút những thứ này mùi vị. Cho nên vậy đại khái là tắm rồng mùi vị. Mộ nhạc khi tắm nhân tiện đem mình quần áo cũng xoa, treo ở phòng tắm từ mang hơ khô dụng cụ phía dưới, tắm xong cũng đã hoàn thành hơ khô nàng ôm thơm ngát quần áo, lần nữa xúc động. Ta yêu tinh tế thời đại. Mỗi một người lười cũng yêu tinh tế thời đại. Vốn là cố minh Nguyên là vì trừng phạt mộ nhạc mới đem nàng giam lại, nhưng rất nhanh tới cơm trưa thời gian. Người bạn nhỏ không có ở đây, hắn cũng không có tâm tình gì ăn uống bữa trưa. Cố Minh Nguyên hướng xong tắm liền ngồi ở ghế sofa, mở ra tinh tế nào đó báo vật. Chọn rất lâu tắm đồ dùng. Hôm nay mua online, có thể áp dụng hình ba chiều kiểu mẫu, không bước chân ra khỏi nhà là có thể hưởng thụ đi dạo phố cảm giác. Chỉ cần trong nhà trang bị đầy đủ, còn có thể đối bản thân muốn mua đồ tiến hành chạm, thậm chí có thể ngửi được mùi. Nhưng Cố Minh Nguyên trước kia chưa bao giờ mê mệt mua online, trong nhà cũng không có chuẩn bị loại này dụng cụ. Hắn cần ngửi một cái mùi vị, mới có thể chắc chắn cho nhà mình đứa bé mua cái gì tắm đồ dùng. Cố Minh Nguyên đứng dậy, thay quần áo xong ra cửa hắn định khu trước xe đi đế quốc lớn nhất cửa hàng, cách nhà hắn bất quá 10 phút đường xe. Xe ở lái tự động. Cố Minh Nguyên ngồi ở chỗ điều khiển, tay nắm máy tính quan tử, do dự rất lâu. Rốt cuộc, hắn mở ra quản gia người máy. Hắn cho mộ nhạc điểm một bộ khẩu vị thanh đạm nhưng cân bằng dinh dưỡng nhi đồng bộ bữa ăn, bảo người máy đưa đến trong thư phòng đi cho nàng. Không điểm bất luận cái gì bé con thích thực phẩm rác rưởi, chính là những thứ kia cây muốn chết thức ăn như vậy cũng coi là một loại trừng phạt đi. Ừ, nhất định là. Tác giả có lời muốn nói. Cố Minh Uyên. Giam ngươi nửa ngày, đây là trừng phạt. Ở thư phòng nằm ở ghế sofa ăn bữa ăn sau trái cây nhìn nhi đồng tài liệu hoặc hình trang mộ nhạc. Làm sủng vật sinh hoạt chính là như vậy giản dị không màu mè. Lại khô khang.